Rồi, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với DLC ha. Thì ở tập trước mình đã dừng lại ở cái tên lửa này nè. Và mình có nói với các bạn là mình cần cái thời gian để nghiên cứu á. Thì mình đã lên núi và bái thầy cũng như là học hỏi thêm. Thực chất là mình qua DevBook để mình thứ nhất là thiết kế nội thất cho cái này ha. Làm sao cho tối ưu và cũng có kiểm tra thử nghiệm một chút xem là nó có những cái gì cần chú ý ha. Thì cái này, đối với cái này thì xem như mình cũng có một ít thông tin. Rồi, thì ở tập này bây giờ mình sẽ chú tâm vào việc nâng cao chất lượng sống của đệ để chuẩn bị cho những cái kỹ năng tiếp theo ha. Thì tập này mình xin nói trước luôn, có nghĩa là có một số khâu, một số phần mình sẽ cắt đi. Tại vì các bạn đã thấy trước rồi, các bạn đã thấy mình xây dựng trước rồi à, cho nên mình sẽ cắt đi. Ví dụ như hiện tại nè, tên lửa các bạn sẽ cần một nguồn cung cấp oxy cũng như là cung cấp nước sạch, cho nên buộc mình phải có một số cái mô hình nhỏ ở đây nữa để cấp oxy cho cái này. À, về sau thì cũng có vài, mình không ít lắm cũng phải vài tên lửa nữa, cho nên là sẽ cần một cái mô hình để mà cấp oxy cho nó, cho nên là mình cần có một cái mô hình nhỏ là cấp oxy ở đây, và mình sẽ lợi dụng cái mạch muối này để mình cấp oxy cho nó ha. Ngoài ra thì mình cần một cái khu để mà trồng những cái thực phẩm sau đây, ví dụ như là cây milkwood này. Hiện tại mình sẽ không cho đệ ăn milkwood nữa, mà mình sẽ tập trung cho đệ ăn nấm chiên để mà nâng cao điểm tinh thần một chút. Cũng như là mình sẽ cần hai cái tài nguyên tiếp theo, đó là milkwood và cây tiêu. Thì cái cây tiêu này buộc phải các bạn phải cấp nước bẩn ở nhiệt độ, là cây tiêu này sống ở môi trường nhiệt độ hơi cao một chút. Đây nè, đây là cây tiêu nè, các bạn thấy từ 35 độ nè, cho nên nó sẽ cần một môi trường cụ thể để mà sinh trưởng, cho nên mình cần một cái môi trường khác để trồng cái cây này. Và vì vậy là mình cần một nguồn năng lượng, một cái hệ thống, một cái mạch điện chính cho bát để mà cung cấp điện, cho nên mình cần phải có một mạch điện chính. Thì mình sẽ lợi dụng cái này, mình sẽ lấy lại năng lượng của việc là tinh chế kim loại, cũng như là mình đã có một ít ethanol này thì mình sẽ dùng một ít để mình đốt. Ngoài ra ở tinh 2 cũng còn một ít nè ha, các bạn thấy không, mình bơm về chưa hết, cái này cũng nhiều lắm á, thấy như chị vậy cũng nhiều, ở đây cũng còn nè. Thì mình sẽ cố gắng mình là bơm về hết, cũng như là rút chân không, là đoạn sạch cái này để chuẩn bị mở cái mạch này ra ha. Về sau các bạn sẽ thấy tại sao mình cần cái mạch này. Tại vì các bạn thấy đây, hành tinh này chủ yếu sẽ cung cấp cho bạn một số tài nguyên cơ bản như sau này. Thì giống như lúc đầu, mục đích của mình qua hành tinh 2 đó là mình cần dầu thô. Các bạn thấy mạch dầu rất là nhiều ha. Thì hành tinh này sẽ cho các bạn dầu thô. Thứ hai nữa là nó sẽ cho các bạn dầu thô cũng như là ethanol và muối nè. Hai cái tài nguyên này các bạn có thể dùng nó để mà rỉ sắt để ra kim loại ha. Thì các bạn sẽ thấy được hành tinh 1 mình kim loại, hiện tại kim loại mình đã gần như là gần hết rồi. Do là mình chưa đào, nhưng mà nếu mà mình mới chưa được 200 cycle, các bạn đã thấy mình gần hết rồi, thì bắt buộc các bạn phải cần một tài nguyên tiếp theo. Ngoài ra thì mình cần trồng thêm những cái cây thêm lơ để mình có thêm đồ bảo hộ ha. Tại vì do lúc đầu mình chỉ ỷ vào ba cái cây này quá, cho nên hiện tại mình đang thiếu nè. Thì công việc ở bên này nó chạy rất là chậm. Đấy là định hướng của tập này, công việc khá nhiều. Ngoài ra mình cũng cần khai thác hai cái mạch này. Thứ nhất mạch ga này để mình cần cấp cho cái lò nướng ga. Thứ hai là nước này để dùng, một là khai thác dầu ở hành tinh 2. Mình sẽ chuyển nước này qua hành tinh 2 để khai thác dầu ha. Rồi, ok. Nói sơ như vậy để định hướng cho tập này. Thì nếu mà các bạn xem khúc đầu thì các bạn có thấy được là mục đích của tập này, cũng như là nếu mà các bạn có quan tâm những mục đích nội dung mà mình làm thì các bạn có thể xem ha. Rồi, bây giờ vào nội dung chính đi. Cái này, cái tên lửa này thì mình có một số chú ý. Thứ nhất là cái phân bón, cái bể chứa chất oxy hóa rắn này ha, thì nó sẽ cần cấp phân bón và đá oxy. Và đá oxy thì thường mình sẽ chọn phân bón, nhưng mà cái việc cấp này rất là lâu, tại vì thằng đệ nó chạy lên đây rất là lâu, cho nên là mình sẽ chọn là chuyển phân bón lên đây và cho cái máy vận chuyển vật liệu này nó cấp luôn. Nhưng mà cái này sẽ tính sau. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình thực hiện cái nội dung mà mình đã bỏ ngỡ ở tập trước, đó là mình sẽ thiết kế lại cái mô hình này. Thì cái tên lửa đầu tiên này nè, chủ yếu là các bạn sẽ làm gì? Thứ nhất là các bạn sẽ mở bản đồ vũ trụ
các bạn cho nó bay đến đây này, đó, giờ cho nó quét hết khúc này, giờ cho nó bay về, thì nó bay rất là ít. Thứ nhất là khoảng cách nó bay rất là ít, cho nên là, và cũng chỉ là dùng để mà nghiên cứu thôi. Đây, cái điểm nghiên cứu này ha các bạn, cái điểm nghiên cứu màu cam này nè, đấy, thì các bạn sẽ cần nhựa để mà nghiên cứu nó, và cũng phải bay, đây là nghiên cứu quỹ đạo nè, thì buộc phải lên quỹ đạo mới nghiên cứu được, cho nên là cái nhiệm vụ cơ bản của nó là chỉ là nghiên cứu và mở bản đồ thôi. Cho nên là mình chỉ nuôi một đệ ở trong này. Mình sẽ chỉ nuôi một đệ ở trong này. Vì vậy là mình sẽ xây một cái chạm ở đây. À, đấy. Rồi cái này tháo đi ha. Đây cái này tháo đi, cái này cũng tháo đi luôn. Tháo cái này luôn, tháo cái này luôn ha. Rồi mình sẽ xây một cái. Thứ nhất là bạn phải thiết kế trước, tại vì cái thằng đệ nó chui vào đây nè, các bạn rất là khó theo dõi. Đấy, mình sẽ xây một máy bơm khí ở đây. Mục đích của cái máy này á là để lọc CO2 ở trong ấy. Rồi cái này nó cần chọn phi hành gia ha, cần chọn phi hành gia. Hai cái thằng này thì có thể là phi công, nhưng mà mình cần chọn phi hành gia. Mình sẽ cho thằng Đào vào trước để nó xây ha. Rồi cái này tháo đi, cái này đúng rồi. Cái này không đặt ở đây. Tức cái gạch này sẽ đặt ở đây ha. Rồi tháo hết những cái này đi luôn. Rồi cái máy này mình sẽ dời vào đây nè. Nó sẽ nằm ở góc này. Rồi mình sẽ ở trong tàu, ở trong phi thuyền thì mình chỉ chọn ba cái lớp phủ phòng. Đó là thứ nhất là khuôn ủ chung, thứ hai là nhà vệ sinh. Đâu rồi? Lâu quá rồi mình không nhớ. Đây phòng vệ sinh. Thứ ba là khu ăn uống. Đấy, đấy là mình sẽ nhét được ba lớp phủ phòng vào đó. Rồi. Do là đây nè. Ở đây nó hết đồ bảo hộ rồi, cho nên nó đồ dưỡng khí, mặt nạ dưỡng khí hỏng. Đây, mặt nạ của mình bị hỏng rất là nhiều. Nhưng mà mình lại không có sợi thêm lơ để mà chế tạo, cho nên là thằng đệ nó làm việc rất là lâu. Mình sẽ rút những cái bộ đồ bên này ra, rút bớt bộ đồ ở bên chạm này, rồi mình cắp qua bên đây, tại vì công việc bên đây sẽ ít hơn. Hiện tại mình sẽ cần nhiều đệ đi qua đây hơn ha. Rồi ở bên này mình sẽ tranh thủ mình trồng một ít sợi thêm lơ. Mình sẽ đặt một cái máy bơm ở đây đi. Rồi này, đá granite ở đây là mình sẽ xem có tài nguyên gì. Đá trầm tích, đá trầm tích ở đây nè. Đó, rồi chủ yếu là mình sẽ trồng 3 cây ở đây, 4 cây à, trồng nhiều luôn đi ha, tại vì ở trên phi thuyền mình sẽ cần xây gạch bằng sợi thêm lơ, mình sẽ tranh thủ mình trồng nhiều luôn. Rồi ok, rồi mình sẽ sang hành tinh 2. Thì thằng đệ này hiện tại nó đang, máy này cũng khá chạy được. Rồi mình sẽ gom hết vật liệu này ở đây ra ngoài, tại vì mình không muốn khi mình khui ra cái những cái vật liệu còn sót ở đây nè, nó sẽ chạm với lại là magma, thì có thể các bạn sẽ không biết được vật liệu nào nó sẽ hóa khí hoặc hóa lỏng. Cho nên là nếu mà không biết thì tốt nhất là nên dọn sạch để trừ trường hợp bất chắc ha. Đó. Rồi. Bây giờ cứ cho nó chạy đi ha. Rồi. À, chua đây không được. Đi lên đó không được. Rồi ok. Rồi. Cái gì vậy ta? Rồi bây giờ mình sẽ tinh chế thêm một ít sắt để mình, rồi tranh thủ thời gian đó thì mình sẽ nghiền vỏ trứng. Cái này 10 đi để mình lấy voi. À đây các bạn thấy nè, đó, cái này là nấm nè, 10kg nước này đang chuyển nấm về đây để chế biến nè các bạn thấy không. Đây, nấm chiên hiện tại đang có 8.000.
cá nướng luôn, được hai con. Đây, BBQ nó nằm ở đây, BBQ đang 56.000, đóng băng sâu và CO2 luôn nè, thấy rất là ok. Rồi, lúa mì thì hiện tại mình đã để dành được 125 hạt rồi. Ok, mô hình này thì không có gì đặc biệt lắm, các bạn đã thấy ở tập ở series hướng dẫn người mới rồi đó. Rồi mình sẽ xem coi tên lửa nó đã xây được chưa. Chưa xây luôn. Rồi, việc ở đó xây khá là lâu ha các bạn. Rồi, bên này từng chút đi, không cần quá gấp nữa. Bây giờ mình sẽ chú tâm vào hành tinh 2 nhiều hơn. À, quên, hành tinh 1 nhiều hơn. Ôi, sao bị hết điện rồi. À, ở đây mình còn thứ nhất là mình sẽ xây thêm một ít bồn chứa nước, chứa ethanol để mình sắp tới mình sẽ xây một cái mạch điện. Đây, full luôn. Đây, chứa được bao nhiêu thì chứa. Để mình sẽ rút cái ống này ra. Đây, nắm chuyện nó sẽ nằm trên này. Cái này nó chỉ ướp lạnh thôi. Ướp lạnh thì mỗi một sải cọ nó phải trừ 3%. Đây, tụi nó đang ăn cá nướng và nấm chiên các bạn thấy không? Rồi, ok. Tập trung cái này chút. Mình sẽ thiết lập ưu tiên là một chút. Đó là mình sẽ chặn cho những thằng khác không làm công tác là chăn nuôi, không làm chăn nuôi cũng như là thu hoạch, mà chỉ để hai cái thằng có nhiệm vụ thì nó làm thôi. Ngoài ra thì hai thằng này mình không có xây cho nó làm, tại vì bên kia là nếu mà nó không làm thì nó chết đói ha. Do hành tinh 2 là nó sẽ tự cung cấp cho nó. Nó chỉ nhờ cái đám cây này thôi, cho nên là buộc mình phải cho nó thu hoạch. Rồi, bên đây các bạn đã thấy được đây lúa hạt lúa mì rất nhiều ha. Bây giờ mình sẽ tranh thủ đó, mình đi qua đó. Hai. Ok. Rồi, mình sẽ cho nó đào để nó gửi hạt lúa mì về ha các bạn. Đó. À, thiếu cái này. Và các bạn thấy nè, cái von farm này các bạn nên, thứ nhất mình do là mình đã có thời gian nghiên cứu về tên lửa, cho nên mình thấy là các kim loại von farm này các bạn nên tiết kiệm nó ha. Tại vì cái này là nó sau này các bạn sẽ xây một số công trình mà cần đến kim loại này để chịu nhiệt cho cái mô hình tên lửa này nè. Đó, tên lửa khi mà nó bay á, nó sẽ tạo ra nhiệt độ rất là cao ở xung quanh đây. Cho nên một số công trình buộc các bạn phải xây bằng thép và von farm. Dây điện rồi nè, thì các bạn phải xây bằng von farm ha. Cho nên là các bạn nên chú ý cái đó. Kim loại đó các bạn nên tiết kiệm một chút ha. Tập này mình sẽ ráng nâng cao chất lượng sống của đội một chút. Con bíp. Rồi bây giờ mình cũng sẽ kiếm chỗ để mà mình nhốt thú. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà nhốt thú ha. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để nhốt những con thú này, tránh cho nó chạy lung tung hết. Cái này tự để mình bắt thú xong rồi mình sẽ tháo cái này ra. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ trồng thêm
cây thêm lơ. Rồi sắp nếu sau mấy ngày thì mình sẽ được một cây, một sợi thêm lơ, hai sợi cỏ đó, tại vì mình hiện tại mình cần rất là nhiều. Rồi nếu ở đây là tên lửa thì mình sẽ đào vô đây, mình sẽ chừa một khoảng một ít, mình đào sẵn vô đây nè. Khoảng mình sẽ thiết kế luôn. Đây, 1, 2, 3, 4 nè. Rồi xây một cục tường đây nè, 4 nè. Rồi chừa lại ha. Cái Abyssolite này các bạn nên chừa lại để nó là vật liệu cách nhiệt. Các bạn sẽ thấy được cái khu này là khu băng, cái này cũng nhiệt độ cũng âm. Nhưng mà đối với những khu này nè thì các bạn nên chừa lại để hai cái này nó không giao thoa với nhau. Nó sẽ phá đi cái khu này. Cái khu này cần nhiệt độ cao để các bạn cứ để, tại vì cây tiêu này nếu mà không có nhiệt độ cao nó sẽ không sống. Ngoài ra những cái cây lemli này cũng vậy. Hoa lily này cũng vậy ha, cho nên đừng có trộn nó lại thì nó sẽ phá hủy đi cái môi trường. Đó. Rồi, như vậy là mình sẽ có được một cái môi trường ở đây đúng không? Rồi mình sẽ đào vào đây. Rồi, mình sẽ đào vào đây luôn. Mình đào sâu vào đây. Ở đây mình chuẩn bị xây một cái khu điện phân nhỏ ở đây để cấp oxy cho cái này. Ngoài ra các bạn cũng sẽ cần thêm nước sạch nữa. Đó. Sẽ đào ở dưới đi. Rồi. Đây các bạn nói, ủa nãy anh vừa mới nói là không đào ha, các bạn nên chừa là một cục. Các bạn nên chừa là một cục nha. Cái cục này nè, thuộc tính của nó là dẫn nhiệt không đó. Có nghĩa là nó là vật liệu siêu cách nhiệt, có nghĩa là siêu luôn, là nó không có dẫn một tí nhiệt độ nào hết. Cho nên các bạn chỉ cần chừa một cục là được rồi ha. Có thể đào hết cái này cũng được. Đó. Rồi như vậy là bên này chủ yếu là để nó sẽ làm bên này. Rồi, mình sẽ kiểm tra hành tinh 2 coi tụi nó làm tới đâu rồi. Rồi, trời ơi, hai thằng nó dọn có như đây mà nó dọn nãy giờ chưa xong. Cái này không có điện hả? Lấy vô đây luôn đi. Hai thằng bị gì? À, nó giảm nước nhiều quá cho nên nó bị bệnh. Không sao, cái đó thì chỉ... Rồi. Rồi ok. Cái này cứ từ từ thôi. Tại vì bên này khi mà mình đã bay được á, phi thuyền mình sẽ bay được thì mình sẽ gửi thêm hai thằng đào, một thằng đào và một thằng vận hành qua đây. Mình sẽ gửi thêm một thằng đào, một thằng vận hành qua đây để mà khai thác cái hành tinh đó. Chứ bây giờ thì mình không cần ha. Rồi. Khoan đã. Tên lửa tới đâu rồi? Nó chỉ tháo thôi chứ nó chưa xây. Yêu cầu à kệ, không sao, từ từ đi. Đây rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra con thép mình được bao nhiêu rồi. 700 kg rồi, mình sẽ cần thêm ok. Cái này, cái máy vận chuyển vật liệu này thì nó hơi phiền một chút nhỉ. Mình sẽ tranh thủ mình nghiên cứu cái phân loại vận chuyển vật liệu. Đây nè, máy tách nè. Cái này thì cần có nghiên cứu quỹ đạo rồi, vậy là không được rồi. Mình tính nghiên cứu cái này nè, để mình tách ra những cái vật liệu nào mà mình cần. Ví dụ như là hạt giống rồi thì mình để ở nhà,
còn những vật liệu khác thì mình đem ra bên đây. Nhưng mà như vậy thì không được, tại vì không nghiên cứu được ha. Rồi mình sẽ phá cái này đi. Ok, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà nhốt thú. Đây, các bạn chừa 2 ô thôi ha, không chừa nhiều. Phá cái này đi, phá cái này đi. Xây một cái thang ở đây. Ok, cái thang này thì thằng đệ nó nhảy được, nhưng mà mấy con thú nó nhảy không được ha. Đây, con bíp đâu người ta. Đây, mình sẽ đặt tất cả cái sinh vật ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt những cái con thú mà mình không muốn nó nhảy lung tung, đem xuống đó. Đây, một con bíp nè. Mình nhớ nó có hai con bíp lần mà. Một con nữa đâu rồi? Đây, con này ở đây nè. Đó. Rồi, con hét này ở đây luôn. Rồi, tháo ra. Rồi, nó, thằng đệ nó sẽ đem lên đây nè. Đó. Ok. Rồi. Đấy. Một con. Rồi, bắt luôn con này. Rồi, bắt luôn con này. Đấy, ba con bíp. Con bíp này về sau các bạn có thể dùng để mà trồng cây, hoặc là để mà nuôi nó để mà tạo thành, để tạo ra đất. Nhưng mà giờ mình đâu có cần những cái tài nguyên đó, do mình có nhiều rồi. Những tài nguyên đó ban đầu cho bạn nhiều. Rồi, máy rút chân không chạy bằng sức cơm hả các bạn. Mình sẽ ưu tiên cái này lên 7. Rồi. Rồi, bây giờ cái mạch điện của cái khu công nghiệp này mình sẽ mở rộng nó ra. Tại vì cái mạch điện này khi mà bạn hoạt động sẽ dư. Các bạn thấy dư điện này thấy không? Lúc đầu thì cần, nhưng mà các bạn sẽ dư, cho nên cái mạch này mình sẽ mở rộng nó ra. Là mạch chu, mạch chính. Và những mạch riêng này thì mình cứ để đó, mình không mở rộng ha. Đó. Ok. Để xem mình sẽ cần cái bát mình có cần rộng đến thế này không ta. Nếu mà muốn xây qua đây thì buộc phải đào ở trên này thì xa lắm. Rồi, quên rồi. Mình cần kim loại trước. Ít thôi. Rồi, chắc là mình sẽ đào qua đây quá. Đào bên này. Rồi, ok. Xây một cái này ở đây. Rồi, đào bên đây, đào qua. Đó, rồi. Nối điện vào đây. Các bạn đã thấy cái này nó hơi vô lý nè, tại sao mình lại xây cái này ở đây? Tại mình không muốn hai cái cửa này nó thông với nhau. Đây, có cái cửa các bạn thấy không? Thì cái này là điểm dưỡng khí. Thì cái điểm dưỡng khí này buộc thằng đệ nó phải đi qua đây. Các bạn phải buộc xây làm sao để thằng đệ nó đi qua đây, để khi nó đi ra ngoài nó sẽ bận đồ bảo hộ, và nó đi vào nó sẽ cởi đồ. Và nếu các bạn cho hai cái cửa này nó thông với nhau á, thì có lúc thằng đệ nó sẽ đi ra bên này và nó đi vô bên kia. Thì xem như là cái chạm này nó một là nó tính xa, một là nó sẽ cho thằng đệ đi qua luôn mà không phải bận đồ, hai là đi vào mà không phải bận đồ, mặc đồ, cởi đồ. Nó lung tung hết, cho nên các bạn không nên cho hai cái cửa nó thông với nhau ha. Đấy, cho nên là mình sẽ xây một cái tường ở đây. Mình sẽ để cái này lại để không có thằng đệ nó đi qua luôn thì phiền lắm. Đó, và cái khu này là cái khu lạnh. Các bạn có thể đặt một số cái pin thông thường ở đây. Cái pin này, cái pin thông thường này nè, cái hiệu quả của nó đạt được đó là cái công suất mà nó lưu trữ rất là nhiều. Nhưng mà cái điểm bất lợi của nó đó là nó tỏa nhiệt cũng nhiều nữa, cho nên là các bạn không nên đặt ở những cái vị trí mà không có thể nào có biện pháp nào để mà giảm nhiệt. Còn nếu không, các bạn buộc phải đặt vào cái môi trường lạnh như vậy nè. Lạnh cỡ nào nó cũng không hư, nhưng mà nóng thì nó lại hư. Đó, nên các bạn nên chú ý cái này ha. Rồi,
Bây giờ mình sẽ cho để nó đào trước luôn. Đào trước đi, giờ xây sao mấy ông ơi. Mấy ông không có kim loại, mấy ông đợi xây ha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt một cái cửa ra, một cái trạm điều khiển ở đây. Rồi, đặt một cái cửa ở đây. Đặt một cục gạch thông khí ở đây và ở đây. Đó, để cho thằng đệ đưa lên nó phá cái này. Rồi. Không, mình sẽ đặt cái cục gạch ở đây. Rồi. Đặt cái này ở đây, đây, đây. Rồi, phá cái này đi, chừa cái này lại. Rồi, mình sẽ đặt hai cái chạm, một cái chạm mở bản đồ ở đây và một cái chạm nghiên cứu ở đây. Đó. Rồi, một cái cửa ở đây, một cục gạch ở đây. Ha, ok. Rồi, hai cục gạch ở chỗ này. Rồi, đặt một cái chạm, một cái bình nước ở đây. Ok. Rồi, như vậy là để nó tự làm thôi. Rồi, nó đào rồi đó. Tại vì đào vô đây thì mới có kim loại để xây. Còn nếu không đào thì không có kim loại. Đây, đào bên này nè. Đào, để thì nó đào nhanh lắm. Do là mình nâng cái nghề đào nhiều cho nó đào rất là lẹ. Cái khu này thì mình cũng sẽ cần phải thiết kế lại. Nhưng mà bây giờ do là mình không có thời gian cho nên là mình buộc phải ấy thôi. Rồi. Mình đã thu hoạch. Đây đây đây, có sợi thêm lơ rồi các bạn ơi. Có sợi thêm lơ là đã có đồ bảo hộ rồi nè. Ok. Khi có đồ rồi thì mình có thể mở cái này ra thêm để nó ra ngoài, nó làm việc được nhiều thời gian hơn. Thôi bây giờ mình tranh thủ nghiên cứu đi ha. Giờ ở không thì cũng không có làm gì. Mình sẽ tranh thủ mình nghiên cứu. À, cái này nè, cái này là khá là quan trọng nè. À, vừa nghiên cứu cái đó thì mình cũng nhớ là mình cần khai thác cái này trước để mình có nước. Thì bây giờ phải đào xuống. Bây giờ phải đào xuống. Bây giờ phải đào vô đây. Cái này là cái này là muối. Rồi, mình sẽ đào qua đây luôn. Đào vô luôn. Chưa, không nên đào trước. Đây, rồi. Rồi, trước mắt là cái này đi. Rồi, mình sẽ đào thẳng vào trong. Rồi, đào thẳng vào trong đây. Thì sao sớm muộn thì mình cũng đào mở cái khu này ra, do là mình đã mở rồi. À, đây, ok, rồi, mình sẽ đào nước này xuống đây. Nha. Yeah. Đó, có sợi thêm lơ mà để bắt đầu nó chế đồ bảo hộ rồi nè. Ngoài ra thì mình cũng cần sửa cái này nữa. Sửa đi những cái đồ bị hỏng á. Rồi, 4 cái ra đây, 2 cái. Rồi, mình sẽ yêu cầu nó cấp thêm. Rồi, mình kiểm tra tài nguyên một chút. Đây, thằng đá hiện tại mình đang còn 26 nè. 26 tấn. Các bạn thấy không? Mình chứa là thứ nhất là đất bẩn ở đây nè, mà nó không có vi khuẩn rồi, do là nó trộn khí clo vô đây á nên là nó không có vi khuẩn luôn. Đấy, ok, của vườn nấm nè. Đây, nấm chim mình đang có 30.000 rồi. Bây giờ nó sẽ cứ dần dần nó tăng, nó sẽ cứ dần dần nó tăng liên tục như vậy đó. Rồi, bây giờ mình đang có 2 bộ đúng không? 2 bộ.
Hình như mình đã lấy đi 4 cái bên này rồi. Thì bây giờ mình sẽ yêu cầu nó cấp lại. Rồi. Như vậy là không sửa nữa. Rồi vẫn thiếu xài điểm lơ hả? Như vậy là cần thêm 2 xe cộ nữa thì mình sẽ có đầy đủ. Ok. Rồi, bên này nó xây xong rồi nè. Bên này chỉ còn hai cục ấy thôi. Hai sợi dây điện thôi. Rồi, mình sẽ tháo cái máy này ra luôn. Hay, bây giờ cái này nó ổn rồi nè. Rồi, mình sẽ cần nói thêm. Nói lên đây. Cái này sao ta? Khó nhỉ? À, mình hiểu rồi. Mày nói vô đây, trực tiếp vô đây luôn. Rồi, tháo cái cục này đi. Tháo cái khu này đi luôn. Rồi, tháo ở đây đi. Ok. Đó. Cái mạch này thì không cần nữa. Cái này nếu mà dùng thì mình sẽ đem qua khu tinh lửa mà mình để mình tinh luyện ha. Hoặc là sau này mình sẽ đem vô đây nè. Mình đem vô trong cái khu này nè. Đó. Chứ mình không đặt ở ngoài. Rồi, tháo cái này đi đi. Chứ để đây làm gì? Rồi. Tháo cái này. Ok. Rồi, đấy, lắp vào đây. Rồi, như vậy là xong. Mình sẽ lấy điện vào mạch chính để mình cấp cho nó. Hay, để nó đang xây rồi. Thẳng này mình sẽ đào hết luôn chứ mình không có để. Ok. Rồi, như vậy là các bạn thấy nè, mục đích của mình là sao? Tại mình thấy ở đây có một ít nước bẩn nè, thì mình mới muốn nước bẩn này nó chảy xuống dưới. Hoặc là mình sẽ lau nó đi. Mình sẽ không muốn trộn lẫn. Rồi, không lau được. Như vậy là mình phải đào cho nó chảy xuống. Nó chảy xuống dưới này nè. Cái bồn ở dưới đây thì cứ nước gì trước cũng được. Sau này mình sẽ có cách để mình xử lý đó. Và ở đây có một ít đường nè. Sau này mình sẽ cần cái này ha. Rồi. À, ở đây còn một cái vấn đề nữa nè. Tháo cái này đi. Tháo cái này đi. Rồi, xoay xuống. Ok. Các bạn thấy không, kim loại mình chưa đào. Do là chưa đào nên mình đang bị cạn kim loại nè. Chứ nếu mà các bạn không chú ý thì các bạn sẽ bị hết kim loại luôn á. Rồi. Khó khăn nhỉ. Cái này còn không? Còn 5 viên. Cái này còn 10 viên. Rồi, không sao. Cái đó thì về sau các bạn tính cũng được. Rồi, mình sẽ trồng một cái băng ở đây. Mình sẽ chứa 2 tấn. 2 tấn phosphor. Đâu rồi? Thành phần công nghiệp. Nông nghiệp. Đây, mình sẽ chứa phosphor ở đây để mình cấp cho cái này. Ở đây quá nóng rồi nè. Sắp tới là cây này nó sẽ không sống được. Do là có máy lọc này nó tỏa nhiệt. À, mình quên nhỉ. Mình sẽ kiểm tra xem là nhựa mình được bao nhiêu. Nhiều thế nhỉ. Đây, rồi, nhựa mình chỉ còn 250 kg thôi.
như vậy là cũng khá ít. Cho nên mình có giàu rồi thì mình muốn nén cũng được, nhưng mà hiện tại thì mình thấy mình không cần, cho nên mình không tổ chức nén thêm. Và 4 đó. Rồi sẽ nói để thêm cho nó, tháo cái này đi. Quên rồi, nãy giờ mình không lo lắng gì tới hành tinh 2 hết. Trời ơi, nãy giờ nó vẫn chưa xong. À, do những cái máy này nó chạy liên tục nên điện cấp không đủ hả các bạn. Cài không sao, dù sao mình cũng chưa khui nó ra mà. Đấy, có điện rồi, ok. Cái máy này hiện tại bây giờ cũng đâu có chạy liên tục đâu các bạn thấy không. Trừ thức ăn, khi mà thức ăn nó đã đủ nhiệt độ rồi thì nó không có tốn điện lắm đâu. Sao lâu thế nhỉ? À, sao tự nhiên xây được cái cục này rồi im luôn. À, cái này xây bằng gì? Chết rồi, cái này xây bằng đá sa thạch hèn chi. Nó xây lâu. Cái này quan sát cũng vậy, bỏ đi bỏ đi. Bỏ hết, bỏ sạch. À. Quan sát cũng vậy. Y học đây, bây giờ mình phải sửa đổi kim loại. Do là tụi nó tìm vật liệu rất là lâu, cho nên là nó xây lâu hả các bạn. Chạm nè. Rồi cái này buộc mình phải xây bằng sắt rồi. Rồi cái này xây bằng đồng. À, gạch này thì phải xây bằng đá chầm tích. Đó. Rồi chạm tên lửa. Chạm tên lửa cũng phải xây bằng đồng. Rồi xây một cửa ở đây bằng đồng luôn. Gạch cũng vậy. Rồi. À, cái này mình xây nhầm rồi. Mình sẽ xây một cục gạch ở đây. Rồi. Xây hai cái cửa ở đây. Rồi, thêm một cái trạm điều khiển ở đây. Cái này đặt đây hoặc đặt dưới này cũng được nữa nè. Thấy nó chắc cái này mình nên tháo đi ha, mình nên tháo nó đi. Rồi mình đặt cái máy bơm khí ở đây đó, đặt cái máy bơm khí ở đây nè. Sau này mình sẽ đặt những cái thùng chứa vật liệu ở đây. Rồi đó, nó vô nó xây đó bạn, nó vô do là nó tìm vật liệu cũng được cho nên nó xây hơi lâu thôi. Rồi xây cái này qua đây, tháo cái này đi, tại vì thằng đệ nó đâu có leo lên đây được nên buộc bạn phải xây cái đường cho nó leo lên. À, mở ra những cái cửa này là mở ra hết rồi. Điện như thế nào rồi ta, nó có nạp điện vô chưa? Rồi ok, như vậy là đã có chỗ để chữa điện, trữ điện rồi. Rồi rồi cho cái này nó chạy đi, còn 6 tấn như vậy là 20 đi ha. Ok rồi. Chết rồi, sao lại nói chung vô đây. À, mình phải xây một cái ống khác đây. Hèn chi mình thấy nó chạy hoài sao nó không qua. Cái này vòng này nó bị lặp lại hả các bạn, nên các bạn phải xây một cái vòng khác. Mình tắt cái này đi. Rồi, nãy giờ cũng khá lâu rồi nhưng mà chưa. Ê, cái gì vậy? Sao lại hết thức ăn không? Chết rồi các bạn ơi. Chuyển thức ăn qua cho nó, Được. Rồi, mình có bút like nè bạn, ăn đỡ đi nha. 45.000 calo, chuyển qua đó cho nó đi. Ok. Rồi, những cái này mở ra ha các bạn. Đóng cũng được, nhưng mà các bạn nên mở ra để mà tiết kiệm thời gian cho thằng đệ nó di chuyển.
Rồi đặt một cái chỗ ăn uống ở đây, rồi đặt hai cái cầu thang ở đây. Ok rồi, ở trên này mình sẽ đặt một cái chạm nghiên cứu ở đây, rồi một cái chạm thiên văn, kính thiên văn ở đây, rồi đặt một cái cửa ở đây. Cửa này không đặt ở đây, mình đặt hai cái ở đây nè. Đó. Rồi thiếu một chỗ cho nó ngủ, thiếu một chỗ cho thằng đệ ngủ thì các bạn sẽ đặt ở trong này luôn đi. Rồi chỗ ngủ, chỗ ăn uống cạnh nhau ha. Vẫn còn thiếu một cái chỗ để chứa thức ăn và một cái chỗ để chứa vật liệu. Ai cần nhỉ? Rồi. Ok. Ngoài ra các bạn còn cần xây ống nữa. Xây ống rất là lằng nhằng luôn á. Còn phải cấp nước cho nó nữa. Cho nên là bay khá là đây. Nó chạy rồi nè. Các bạn thấy không? Rồi điện nó sẽ được chữ ở đây. Ủa, kỳ vậy? Nói chưa ta? Nói rồi mà. Đó. Ok. Như vậy là điện nó sẽ không bị phí. Năng lượng cũng sẽ không bị phí. Ơi. Rồi. Như vậy thì nó có xây dòng rồi ta. Hình như nó vẫn xây dòng. Mình đau đầu thế, mình không muốn là phá cái này đi, tại vì phá cái này đi thì ethanol nó sẽ lọt ra ngoài. Đó. Chắc là mình sẽ phá cái ống này đi ha. Chịu khó một chút vậy. Đó, ethanol nó sẽ rớt xuống đây nè các bạn thấy không? Rồi mình sẽ lao đi. Lao hết cái khu này. Rồi ok. Rồi, mày ăn giùm tao nha. Đừng có... Đây, sắp chân không rồi. Nó cũng sắp dọn dẹp sạch rồi. Cho nó chạy bộ cũng tốt hả các bạn. Cho nó chạy nhiều thì nó sẽ tăng tốc độ di chuyển nè. Ok. Rồi. Và bây giờ sẽ tính đến hành tinh ha. Mình ghi nhầm qua ta. Cái này đi. Rồi ok, như vậy là nước kia nó, nước bẩn nó sẽ chạy xuống dưới hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đào vô. Đó. Đào vô đây ha. Rồi sau đây vẫn còn một ít này. Chắc là do băng bẩn này nó bị tan đấy. Rồi trước mắt thì cứ đào vô đi. Mình đã có một cái bồn rồi thì mình cứ đào thôi. Rồi. Ok. Cho cái này nó hoạt động. Rồi bên đây cũng sắp xong rồi, mình chuẩn bị mình xây mô hình điện phân được rồi. Bây giờ thì sẽ nhanh lắm các bạn. Để nó có nhiều, nó kỹ năng xây dựng và kỹ năng đào với xây dựng nó lẹ nhanh nhiều và đào nó di chuyển cũng nhanh, cho nên là xây nhanh lắm chứ không phải như lúc đầu đó. Bạn chỉ phải xây vài xe cò là ổn rồi. Rồi điện nối lên đây luôn ha các bạn. Rồi mình dùng mạch chính cho cái này luôn. Nghiên cứu xong rồi đúng không? Rồi cái này chưa cần. Mình ít khi nào đụng tới nó. Để xem coi có cần nghiên cứu gì thêm hay không. Tên lửa đẩy hydrocarbon, đốt cháy petroleum để đẩy các tên lửa không? Bây giờ mình còn chưa có dầu thực vật. À cái này để sau này cho hạt giống mới, hạt giống gì đột biến gì ạ. Mình có nghe các bạn nói nhưng mà mình chưa có đụng đến nó. Rồi mình sẽ tranh thủ nghiên cứu cái này. Đấy, sắp chân không rồi các bạn ơi.
Đó, các bạn thấy không? Đây, thu hoạch luôn. Mình sẽ cho nó thu hoạch cái này luôn. Rồi, ống nước đến đâu rồi? Bây giờ là hết ethanol rồi. Thì bây giờ mình sẽ phá đi những cái này. Mình sẽ phá đi cái mạch này. Cũng như là những cái đường ống dư thừa này luôn. Rồi, phá đi cái này. Phá hết cái này đi. Rồi, ống bên này cũng vậy luôn. Rồi, cái này chừa lại ha, để sau này có cần thì dùng. Ok. Không đúng, quá xa rồi. Chỉ phá cái này thôi, chừa cái này lại. Phá đến đây đây nè. Rồi, phá ở đây thôi. Rồi, chừa lại. Ok. Rồi. Xây lâu hết nhỉ? Chắc là mình sẽ tập trung xây cái này cho xong. Mà cũng chưa cần, thôi cứ để đi các bạn ơi. Mô hình bên ngoài vẫn chưa xong cho nên là cái đó cũng chưa cần lắm đâu. Đây, ở đây mình sẽ đặt cái trục 4 để có gì mình về đây cho nó nhanh. Rồi, tranh thủ mở bản đồ vũ trụ một chút. Bây giờ bạn muốn bay để bạn phải mở cái bản đồ nó ra mới bay được. Chứ giờ không, nếu bạn không có tầm nhìn thì không bay được. À, đây, ok. Cái này là gì? Bạn đúng không? Rồi, đào cục này ở đây đi. Rồi, mình sẽ đặt cái máy bơm vô đây. Phải xây bằng đồng. Do là các bạn không có những kim loại khác cũng có, nhưng mà nó sẽ tốn công thằng để đi. Khoan đã, ở đây mình đào được cái gì? Đá mất ma. Ok. Rồi, tranh thủ xây lên đây. Rồi, cái này xây nhanh đi nè. Rồi, những cái này thì sao không xây? Đó. Rồi. Quên, xin lỗi các bạn. Giờ bây giờ mình sẽ tinh chế Wolf Farm. Bây giờ mình sẽ đem hành tinh 2, mình sẽ chuyển một ít Wolf Farm về ha. Mình sẽ chuyển một ít Wolf Farm về. Mình sẽ chứa than đá ở đây một ít. Quặng tiêu dùng nè, than đá đâu? Đây. Mình sẽ chứa 5 tấn ở đây. Rồi, mình xây một cái máy vận chuyển vật liệu ở đây. Rồi, nó điện vô. Ok. Đây. Khoan, xin lỗi các bạn. Có vấn đề ở hành tinh 1. Thức ăn chưa cho phép. Thức ăn chưa cho phép là cái gì? Tao cho tụi mày ăn nấm chiên mà. Cái này là nấm. Cái này là nấm các bạn ơi. Cái này nấm nó ăn không được. Ủa gì vậy? Tụi nó ăn hết nấm chiên rồi. Trời ơi, cái này là phải ưu tiên. 8 luôn chứ không, không để 9. Thằng tên lửa, thằng nấu ăn đâu? Tụi mày định cho nó chết đói à? Mày định cho tụi nó chết đói à? Sao không đi nấu ăn mà đi làm cái gì? Không ổn lắm. Rồi, phá cái ống này đi. Không cần phá cái này, chỉ cần phá ở trên đây. Phá cái này. Rồi, ok. Đó, lo nó ăn giùm tôi đi ông ơi. Ông làm những việc lung tung hết là không được đâu. Cái bát này nó chết cả đám bây giờ. Đây, có thức ăn vô nè nhà đệ. Lên ăn giùm đi. Ok.
không cần cái này, tắt đi. Rồi tháo cái này đi cho nó nội thất nè. Chanh thì bây giờ mình không có. Đây. Đây. Trang trí một chút. Sau này mình sẽ cho bức tranh vô đây là ok. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ xây một cái mô hình điện phân nho nhỏ ở đây. Mô hình này chỉ cần một mô hình nhỏ thôi các bạn, chỉ cần một nửa so với cái kia thôi, không cần quá lớn lắm đâu. Mình chỉ cần hai máy điện phân nước là được rồi, nhưng mà vẫn xây một cái mô hình như cũ chứ nó cũng không khác gì mấy. Rồi, tạp rồi, phải đào vô rồi. Tại vì còn vật liệu ở đây, nếu mà bạn xây gạch ở đây để nó vô đây nó lấy vật liệu không được, nên là buộc mình phải đào xuống để mình lấy vật liệu. Rồi, thay cửa nước. Vậy là thiếu cái gì ta? Thiếu hai mô hình nén ở trên đây. Tại vì mình không cần cấp điện. Cái mô hình này mình sẽ không cần cấp điện. Rồi, phải đào thêm rồi. Rồi. Ok chưa? Rồi, gạch lưới. Mô hình này nhỏ thôi. Oxy. Ở đây. Rồi. Gạch. Bốn cục, xây một cửa ở đây, rồi xây một cục, hai cục gạch ở đây, rồi xây một cái máy bơm ở trên, rồi xây 4 máy bơm. Xây 4 máy bơm ở dưới này. 2, 3, 4, 5. Rồi xây 5 máy bơm. Lỡ rồi. Mình xây luôn 6 luôn đi chứ. Mình ngại gì mà không dám xây. Ok. Rồi, mình sẽ cho nó đào trước. Đó. Rồi, hành tinh 2 có gì không vậy? Không, vẫn ổn. Bên này gần chân không rồi đó bạn ơi. Bây giờ game bắt đầu là chậm. Do là những cái mô hình và công việc á, thì nó sẽ đòi hỏi thôi. Thời gian chuẩn bị cũng như là những cái quy mô công trình nó sẽ lớn hơn nhiều nữa. Cho nên nó sẽ chậm chứ nó không còn được nhanh như ở những tập đầu ha. Vàng mình đang có 28 sắt, chỉ có 400kg thôi hả? Ôi, như vậy mình sẽ buộc phải thêm đào thêm sắt rồi. Đây, đào vô đây. Đào hết cái đống này. Rồi cho nước nó chảy xuống dưới luôn. Mình đào hết bên trong đây cho nước nó chảy xuống đây luôn. Rồi. Rồi đừng có chuyển nữa. Để ở nhà để còn cáo có cái để ăn. Rồi. Cái này là cái bước chuẩn bị mình đã thực hiện ở tập trước rồi ha các bạn. Ở tập trước rồi.
Cái này là bao nhiêu độ vậy? 150 độ. Như vậy là bây giờ mình sẽ đào hết những cái này đi ha. Xây gạch bích lại. Rồi khi mà xây xong thì mình hướng dẫn, mình sẽ giải thích các bạn tại sao mình xây cái này. Để mình làm một cái cửa. Mình làm một cái cửa nước ở đây ha. Cái gì vậy? Vấn đề gì? Mình xóa làm sao mà bị đứt mạch điện luôn rồi. Khoan đã, mạch trên này không có dính dáng gì đó dưới đây hết. Rồi. Đây. À ok, giờ mình tháo cục gạch ở đây nè các bạn. Rồi. Hỏng. Sao hỏng như vậy? Cái hỏng liên tục thế này. Cái mạch này hiện tại nó ngừng luôn rồi, nó không chạy luôn. Rồi mình đào vô, mình tranh thủ cho thằng nghiên cứu nó đang rảnh thì nó vô nó nghiên cứu luôn. Đây có băng không vậy? Chết rồi. Xui cho tôi. Thằng nào mà rảnh đi xây cái này vậy? Tôi đâu có mượn đâu. Mình hạ ưu tiên xuống cho thằng đệ nó không xây, nó đào cái này trước ha. Đó. Rồi như vậy là ổn rồi nè. Nó cũng cấp phân bón cho cái này. Đường cho cái này. Tên lửa này bay được rồi các bạn. Tên lửa này bay được, chỉ còn thiếu trạm điều khiển nội, có nghĩa là xây xong nội thất này cũng như là cho đệ nó vào rồi thì bay được rồi đó. Nhưng mà hiện tại mình, các bạn còn thiếu hai tài nguyên quan trọng, đó là oxy cho thằng đệ nó thở và cũng như là nhựa. Đói, khá là nhiều vấn đề, khá là nhiều á. Đây này cũng khổ cho đệ nhỉ. Nhưng mà khi mà những hai cái thằng này nó về nhà thì cái hiệu quả làm việc nó sẽ cao hơn những thằng đệ ở nhà các bạn. Tại do là nó chịu khổ nhiều quá rồi. Nó chịu khổ quá nhiều ở bên kia rồi. Rồi. Tranh thủ xây cái này luôn. Đây thêm bộ đồ nữa. Rồi. Mình sẽ xây lại cái ống. Rồi nó vào đây. Bốn bộ. Mình cũng sẽ chế thêm 4 bộ nữa. Để ở đây mình đã trồng được hàng này thì mình sẽ không còn thiếu nữa ha. Rồi. Khoan đã. Than đá mình còn bao nhiêu? 22 tấn rồi. Mình sẽ đem 10 tấn vào đây thôi. Đây, các bạn thấy không? Mình dùng than đá đến 200 cycle rồi vẫn còn 20 mấy tấn ha. Và mình cũng chưa có đào hết đó. Mình cũng chưa có đào hết cái này á. Xung quanh đây này vẫn còn nè. Còn ít nhất cũng phải 30-40 tấn nữa đó. Cho nên các bạn thấy không? Than đá mình thấy mình dùng đâu có nhiều lắm đâu mà sao các bạn dùng nhiều thế nhỉ? Mình cũng hơi thắc mắc đó. Đây, bên này vẫn còn này. Đây là những khu còn than đá một ít này. Không nhiều nhưng vẫn còn. Có nghĩa là mình có thể khai thác thêm. Ok. Rồi. Trong khi chờ đợi, mình cần xây, tập trung xây cái này. Rồi đừng có làm nữa. Cái đó về sau đi.
cái này nó đào rồi mà nó không xây nữa các bạn thấy không. Rồi bây giờ mình cần điều chỉnh một chút này. Thứ nhất là ông đào đâu rồi, ông đào 2 đâu rồi. Ông cần ưu tiên xây dựng cho tôi. Còn lại ông tính 2 cũng vậy, vận hành cũng vậy ha. Cung cấp 3, à, cái thằng này chưa có kỹ năng đúng không? Biết ngay. Rồi, không cần cái này. Cái này để tăng rồi mình sẽ thêm nó 2 điểm xây dựng. Rồi ok, thợ sửa ống nước. Rồi tiến hành làm việc đi bạn ơi. Mình sẽ kiểm tra coi kỹ năng mình có nâng được nữa không. Đây chăn nuôi được nâng này, bác sĩ mình cũng nâng được thêm nè, các bạn thấy không. Tăng điện kinh đi ha, tăng cái này để tăng điện kinh đi. Rồi chăn nuôi cũng vậy, mình sẽ tăng cái này để tăng điện kinh. Rồi không, thằng này thì không nâng được nữa. Thằng này cũng vậy, thằng này cũng vậy. Thằng nấu ăn này nâng được thêm nè. Ok, nghiên cứu, nghiên cứu quỹ đạo, nghiên cứu hả, nó mới có. Rồi mình sẽ nâng cái này để nó có thể điều khiển điều khiển được tên lửa. Rồi tên lửa thì nâng cái này để mà tăng tốc độ di chuyển nè. Các bạn, thằng nghiên cứu này mình sẽ cần nâng thêm cái này để sau này nó có thể giả lập quỹ đạo, có nghĩa là nó nghiên cứu ở trên quỹ đạo á. Nó đơn giản dễ hiểu gì đó bạn. Rồi trang trí, trang trí này không nâng được nữa. Vận hành cũng vậy, vận hành 2 cũng vậy. Rồi ok, rồi giờ còn tập trung xây cái này thôi. Mình sẽ nối điện vô đây luôn, điện xuống đây. Cái này là mạch chính thì các bạn có thể nối như thế nào cũng được. Đó, ôi sao mà để ra đây nó ít nhỉ? Mình thấy có một thằng nó đi à. Ưu tiên cái này cao 8. Những cái nào là cần ưu tiên là bây giờ thì các bạn cần ưu tiên sửa đồ. Các bạn cần ưu tiên sửa đồ và trang và chế đồ ha. Đây, đồ có nhưng mình sẽ sửa. Rồi cái này với lại nấu ăn đó, thấy không, để các bạn có thức ăn này. Đây đấm chiên 17.000 calo nè, thì mình sẽ sống thêm được một xe cầu nữa. Nhiệt độ 51 độ luôn, mới nấu cho nên nhiệt độ nó cao quá. BBQ rồi. Ok, rồi bây giờ để nó đâu có nổi rồi đó, ổn rồi đó. Mô hình điện phân hả? Rồi cái này nó xây xong rồi đó bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung vào cái này. Rồi cái này cũng vậy, các bạn tập trung về đây giùm mình ha. Ok, tăng lên 7 đi. Đấy, mình tăng ưu tiên lên thằng để bắt đầu nó dồn về đây nó làm nè ha. Rồi rồi tập trung về đây. Cái này các bạn cần 2, một cái co ở đây. Cái này thấp nhất đi ha. Rồi chạy ra đây. Cái này ở đây. Kỳ đó. Mình sẽ nhầm hay sao? Đúng rồi, mình sẽ nhầm rồi các bạn ơi. Rồi cái này sẽ tập trung ở đây. Rồi cái này ở đây.
nguồn vào đây. Rồi, hai cái này thì mình sẽ nén lại. Mình sẽ nối vào một cái mô hình nén. Còn cái này thì mình sẽ nối trực tiếp lên tên lửa. Để mình chưa, hai cái này thì mình sẽ dùng để mà trực tiếp lên tên lửa. Còn hai cái này mình nén lại ha. Hero cũng vậy. Bây giờ ở đây mình sẽ có một mô hình cấp điện đúng không? Như vậy mình cần một cái mô hình nén ở trên này. Nhưng mà mình thấy nó đã gần giáp với lại tên lửa rồi, cho nên về sau thì nó sẽ về sau này nó sẽ bị nóng. Cho nên là mình bây giờ mình hiện tại mình chưa có định hình được là mô hình nén mình sẽ nằm ở đâu, hoặc là mình sẽ dùng mô hình nén ở đây đi. Như vậy mình sẽ xây một cái mô hình nén ở đây. Đây, cho để nó đi xuống đây ha. Ok, mô hình nén thì không cần cách nhiệt cho nên mình sẽ xây gạch thông thường. Cái này vẫn đào được đúng không? Ok, cái này vẫn đào được thì không sao. Ở đây là cái gì? Đây, như vậy oxy sẽ nằm ở đây hả các bạn. Mình sẽ xây thẳng hai cái máy bơm ở đây. Tại sao mình lại xây hai máy bơm? Tại vì đây là mô hình nén, cho nên là về sau nếu mà bạn cần dùng cho tên lửa hoặc là những cái ví dụ như là hóa lỏng á, thì các bạn sẽ phải cần lượng không khí rất là nhiều, cho nên buộc các bạn phải dùng hai máy bơm ở đây ha. Rồi, như vậy là nối ra đây, đi lên ở đây. Rồi cái này thì chỉ nối lên thôi, cái này thì đơn giản hơn. Rồi xây gạch ở đây luôn. Rồi mình sẽ xây một cái mạch tự động hóa ở đây. Chết rồi, không gian không đủ, vậy buộc mình phải xây ra ngoài. Mình sẽ xây mạch tự động hóa bên này, do là không có đủ không gian. Rồi hai cổng fighter trước ha các bạn. Mình sẽ nhầm rồi, xin lỗi các bạn. Hai cổng buffer trước, rồi nữa lại xây hai vật liệu nữa, khó thiệt chứ. Đây phải xây bằng cái này. Xây ở đâu cho nó nhìn nó được một chút. Ok, rồi cổng nốt ở đây. Ok, rồi nó mạch vào, chạy xuống đây. Cái này nằm ở đây, cái này nằm ở đây. Rồi nối ngược vào. Rồi đặt cái này thì các bạn đặt một công tắc ở đây ha, để làm van, để làm cái công tắc mở hoặc chạy, hoặc công tắc mở hoặc đóng, chứ không phải là đặt một cái cảm biến nữa. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy được là bây giờ mình sẽ không, thứ nhất là mình sẽ không cần cửa nước nữa, thứ hai là mình sẽ không dùng một cửa giống như ở ngoài, mà mình sẽ dùng hai cửa. Mình sẽ dùng hai cửa luôn để tăng cái hiệu suất nén. Bỏ xây dựng đi, tại vì cửa này các bạn không có xây. Rồi điện thì mình sẽ nối vào chẳng luôn. Ở đây thì các bạn buộc phải dùng dây điện tinh chế luôn ha. Rồi nối vào đây. Rồi xây gạch ở đây, xây đến đây được rồi. Rồi ở đây mình sẽ dùng một cửa. Ok, như vậy là oxy ở dưới đúng không? Oxy ở dưới và hai cái này mình sẽ dùng để nén. Rồi như vậy là cái ống này không cần đi ra đây, mình sẽ phải xây ống ngược lại. Rồi xây một cái van ở đây.
Ok. Rồi, ống này chạy ngược ra đây. Rồi, bỏ xây dựng đi. Ống này mình sẽ đặt thấp một chút. Rồi, còn hero còn lại á, thì mình sẽ cho nó chạy. Nó sẽ cho nó chạy một ít một mạch điện đơn giản ở đây, cũng như là ném vào đây luôn, giống như cái kia ha. Rồi, rồi. Còn cái này các bạn sẽ chú ý một chút, do là nhiệt độ khu này rất là thấp, các bạn thấy không? Các bạn chế nước vô đây là không có được. Các bạn chế nước vô đây là sẽ bị hỏng. Cho nên buộc các bạn phải chế dầu vào đây ha. Đó. Rồi. Cái này là cái gì vậy? Ok, đám ma thì không sao. Mình không muốn là có băng bẩn ở đây ha. Rồi, tập trung xây cái này. Ok, đây là mô hình mình sẽ dùng để mình cấp oxy và hydro cho những cái nhiệm vụ tiếp theo. Đấy. À, mình sẽ cái này nói sẵn rồi các bạn ơi. Xem nội thất thì nãy giờ nó chưa có xây. Khi nào mình hoàn thành hết bản đồ vũ trụ. À, có một hành tinh kế bên. Mình sẽ kiểm tra. Ủa sao không giám sát được ta? Sao không giám sát được vậy? À, vẫn chưa rảnh hả? Như vậy là vẫn chưa có chân không được à? Khá lâu nhỉ? Ok. Rồi. Điện. Rồi, điện thì ở đây mình sẽ đặt một cục pin này ở đây. Rồi, một máy điện hero. Một, hai máy điện hero. Thêm một cục pin nữa. Đây, ok. Rồi, mình sẽ nối lại. Mình sẽ nối vào đây. Rồi, mình đặt thêm một công tắc ở đây. Để làm chi? Mình sẽ nối cái mạch điện chính vào đây. Và cái cục pin này là giống như một cái điểm tự động hóa để mà mình có thể bật hoặc mở cái công tắc này để cấp điện cho cái hệ thống này. Tại vì cái hệ thống này các bạn thấy được rằng mình không muốn nối chung vào hệ thống mạch điện chung, tại vì là trữ lượng hero ở lại luôn. Giống như những bạn hay làm, đó là bạn dùng một mạch điện rồi bạn trữ hai cái tài nguyên của bạn có được, thì mình lại không muốn. Tại sao lại như vậy? Tại vì á, mình muốn là hạn chế dùng năng lượng một chút, do hiện tại mình đang dùng than là chủ yếu. Mình đang dùng than là chủ yếu hả các bạn? Mình xin lập lại, mình dùng than là chủ yếu. Còn cái mạch này á, thì nó là có một mạch điện riêng. Nó có một mạch điện riêng ở đây đúng không? Nó không liên quan gì đến mạch điện chính hết. Còn ở đây có một mạch điện chính nè. Thì mình phải dùng điện than là chủ yếu. Còn lại những năng lượng còn lại là do mình lấy lại từ việc là nhiệt độ. Mình lấy lại một phần nhiệt độ. Cho nên là mình không muốn dùng max công suất, có nghĩa là phát điện max công suất luôn, mà mình sẽ dùng hero ở đây. Và khi nào mà hai cái máy này nó chạy không đủ á, thì mình mới nạp điện từ mạch điện chính vào đây để bổ sung. Tại vì lỡ mà các bạn hai máy này mà nó không chạy được thì tất cả cái mô hình này nó không chạy được luôn, và dẫn đến là nó sẽ không tạo ra được thêm hero nữa, và không tạo thêm hero nữa sẽ không có điện. Cho nên là các bạn phải chú ý cái này ha. Ai, lâu thế nhỉ? Tại vì các bạn sẽ thấy mình còn một cái giai đoạn nữa, đó là giai đoạn rút chân không. Đó, mình còn một giai đoạn nữa, đó là giai đoạn rút chân không. Cho nên đó, các bạn thấy được nó hơi lâu một chút. Rồi. Ở trên cái này thì mình vừa sẽ dùng cho những cái công trình ở trên đây, cũng như là bên này. Đó, còn cái này thì mình sẽ dùng cho cái hệ thống máy bơm ở dưới đây. Rồi, nó qua đây. Đó.
Về sau mình sẽ cần một cái hệ thống vận chuyển à, mình sẽ chuyển kim loại tinh chế về đây, chứ là do khu công nghiệp nằm mình nằm bên này nhưng mà tên lửa nằm bên kia, cho nên là nó hơi chổi với nhau. Nó hơi bị chổi với nhau một chút. Mình nói thật với các bạn là cái việc mà tên lửa này nó bay á thì nó sẽ tốn rất là nhiều thứ, cũng như là công tác chuẩn bị nó nhiều cái lắm. Thứ nhất là bạn phải cấp oxy cho thằng đệ nó sinh trưởng ở trong đây, rồi cấp thức ăn cho nó, rồi lung tung hết, rồi tài nguyên, rồi dầu, rồi nhựa đâu nữa, rất là nhiều ha. Mình thấy được có, mình thấy có một cái mới nè các bạn. Đây cái này, nãy mình vừa mới nghiên cứu được cái mặt này thì mình được cái này, cái data bank này. Các bạn sẽ thấy được cái data bank này ở đây, ở đâu, cái data bank này ở cái gì ta, cái này này, đây cái giả lập quỹ đạo này nè, thì nghiên cứu được cái này sẽ được data bank á đó, cho nên mình thấy cái này nó hơi mới, không biết đúng hay không. Ngoài ra thì mình cần thêm một cái chạm gì, cái chạm này nữa này mà mình chưa có xây, mà mình chưa biết nó đặt nó ở đâu, tại vì mình ít khi nào dùng đến cái chạm này lắm. Này xây bằng gì, xây bằng đồng cũng được. Ok rồi, ok tập trung cái này, cái này bằng đồng hết đúng không? Ok bây giờ là buộc các bạn phải dùng ưu tiên rồi ha. Bạn phải dùng ưu tiên thì thằng đệ nó mới tập trung về này nó làm, còn nếu không là nó sẽ không làm á. Rồi dầu thô ở đây, rồi sao chép, rồi 7 là ok lắm rồi. Mình sẽ kiểm tra xem dầu ở đâu, mình đang để dầu thô ở đâu. Rồi ở đây buộc mình phải tháo cái này ra nè. Bây giờ mình sẽ coi lại, mình tháo cái thùng nè. Rồi mình sẽ tháo cái thùng này. Các bạn phải tháo cái thùng này ra thì nó sẽ có được một cái bình dầu nằm ở đây, giống như cái bình nước này. Thì thằng đệ nó sẽ đem cái dầu lên đây, nó đổ vô đây nè. Đó, thấy không? Rồi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ mình xây ống luôn. Mình quên nữa, mình vẫn còn thiếu một cái công trình quan trọng. Chắc không, mình không muốn đặt ở trong này đâu. Chắc mình đặt ở dưới này quá. Ở đây đi ha. Đây, cái máy này. Cái máy là công trình quan trọng hả các bạn? Tại vì mình cần cái máy này để mình khử nước muối này, nước muối lạnh. Mình sẽ dùng nước muối lạnh này làm lạnh ở đây. Rồi lọc ra, rồi điện phân ha, giống như cái mô hình bên kia, nhưng mà mình chỉ thay tài nguyên khác thôi, mình chỉ thay nó bằng một tài nguyên khác thôi. Rồi chạy lên đây, rồi hết sắt luôn rồi. Như vậy là 30 đi ha, mình cần thêm kim loại tinh chế nhiều quá. Thì mình đặt 60. Ok rồi. Hả? Điện này sao không nói vô không? Rồi đây, cái này là cấp oxy cho nhà. Nấm nó mọc lại chưa? Ok rồi, cái này vẫn chưa xây đến đâu hết. Bây giờ mình sẽ xây một cái, còn thiếu tự động hóa nữa các bạn ơi. Rồi các bạn sẽ xây tự động hóa ở đây. Rồi đặt một cái công tắc ở đây, đặt cảm biến ở đây,
Ok. Rồi. Rồi, xây một cái hệ thống ống nước ở đây. Xây bằng sắt để... Đấy, nó đem dầu ở đây các bạn thấy không? Rồi. Mình sẽ làm lạnh cả khu này luôn. Mình sẽ làm lạnh cả cái khu này luôn. Ok. Tại sao các bạn ở cái mô hình này thì mình chỉ làm lạnh oxy thôi, còn trên này mình không làm lạnh, tại vì á bạn thấy không, mình còn làm lạnh thêm một số mô hình trên này nữa thì mình sẽ không muốn làm lạnh. Thứ hai á là nếu mà các bạn không làm lạnh hết á, để mà nước muối nó tăng nhiệt độ cao một chút á, thì về sau khi mà nó xuống đây nó lọc á, thì nếu mà nước muối còn ở dưới nhiệt độ âm á thì nó sẽ bị đóng băng, lọc ra nước sạch nó sẽ bị đóng băng, cho nên mình sẽ cố tình mình làm lạnh hết mô hình luôn để mà chuyển nước muối về nhiệt độ hơi cao một chút ha. Cái này sẽ bằng gì đây, sẽ bằng sắt rồi. Thực ra là nếu mà các bạn có mô hình này rồi thì các bạn sẽ tinh luyện kim loại không có tốn bao nhiêu năng lượng á, các bạn thấy không, nãy giờ năng lượng nó đâu có hụt đâu, nó còn tăng nữa đó nè, đó nó tăng nữa. Mà chỉ cái mô hình này chỉ có cái máy điện than này là phát ra điện mà các bạn cần tốn tài nguyên thôi, còn lại thì đâu có tốn đâu đó, đúng không? Cho nên là mô hình này phải xây có lợi rất là nhiều. Các bạn sẽ không quan tâm đến việc là bạn tinh luyện bao nhiêu kim loại nữa, tại vì càng tinh luyện thì năng lượng sinh ra càng, nó không có mất đi quá nhiều, nó vẫn mất nhưng mà không đi mất đi quá nhiều, cho nên các bạn cứ tinh luyện thoải mái. Rồi. Rồi, nước muối sẽ đi vào đây. Rồi. Chạy lên đây. Rồi. Trên. Xin lỗi ha. Mình ấn. Mình sẽ muốn cái mô hình này tắt đi. Cái này là chúng chưa xây nữa kìa. Tốn. Do là các bạn cần thêm kim loại tinh chế nhiều đấy. Rồi. Ở đây bao nhiêu ký đây? 1 tấn 3. Có một điều bất lợi là mô hình để tạo ra kim loại tinh chế thì nằm bên này. Còn những hiện tại do mình tập trung bên này, mình xây cái điện phân, cho nên là khu mà để mình sử dụng kim loại tinh chế nhiều đã nằm bên đây, cho nên là nó hơi phiền. Rồi. Các bạn sẽ cần phải rút chân không. Các bạn sẽ cần phải rút chân không ở đây nữa nè. Ở đây là ok. Mình sẽ hủy đi cái này. Rồi mình xây hai cái lỗ thông khí ở đây để mình rút chân không ở trong này nha. Trước mắt là mình cần rút chân không ở trong đó. Rồi không cần làm mát gì hết. Vẫn giống như mô hình mà các bạn đã thấy rồi. Ok. Rồi nó xây cũng gần hoàn thiện rồi các bạn ơi. Chỉ còn chế chất lỏng vào đây là được. Rồi. Dư sắt chưa? Rồi. Kéo cái này lên đây. Rồi. Xây một cái ống này chạy ra đây. Không, mình sẽ xây bằng ống thông thường cho nó lẹ, chạy trong gạch cách nhiệt thì không có truyền nhiệt ra ngoài các bạn. Rồi xây một hàng ở đây. Ok, nói lại với nhau để nó làm mát cái khu này. Rồi chạy xuống đây. Ống đầu công trình tiêu thụ là cái này đúng không? Rồi mình sẽ cho nó chạy xuống. Không, cái này buộc các bạn phải xây bằng kim loại, bằng ống chất lỏng cách nhiệt, tại vì cái khu này nhiệt độ lạnh ha. Rồi xây
lên đây. Rồi, sang cái này nối vào đây. Nối vào đây. Ok. Rồi. Nối ống vào đây. Ok, xem như cơ bản đã hoàn thành rồi đó. Những công trình quan trọng đã ổn rồi đó. Vẫn còn thiếu. Rồi. Ok. Tập trung vào cái này ha. Các bạn thấy không? Ở cái phần, những cái phần đầu tiên các bạn thấy cái mô hình này, nếu mà các bạn mình xây á, có khoảng 20-30 xe cầu á, nhưng mà nãy giờ chỉ xây chưa được 5 xe cầu là ổn rồi đó. Vừa 5 xe cầu là xem như cơ bản hoàn thành rồi đó. Cái này là một nửa mô hình điện phân, một nửa do bên kia nó chạy, mình chạy có hai máy điện phân thôi, còn bên đây mình chạy 4 máy. Rồi cái này cũng chưa xây lâu thế nhỉ. Rồi bên này chân không chưa vậy, chưa, hai thằng đẻ nó vừa mới đi ngủ vẫn chưa luôn, lâu thiệt. Ok. Chết rồi, xây ở đây là không đúng rồi. Mình xây sai rồi các bạn ơi. Xây cái lỗ thông khí ở đây là không đúng rồi đó. Mình phải xây ở ngoài này nè. Tại vì sau này chỗ này là chỗ của 6 cái cửa. Các bạn, mình xây ở đây là không đúng. Rồi, mình quên đó, mình sẽ đặt thêm một cái công tắc ở đây để mình có quyền mở hoặc tắt cái cửa này. Tại vì về sau mình sẽ tắt, mình sẽ đóng cái cửa này, mình sẽ không cho để nó chạy vô đây. Rồi, mình cần nối điện cho cái này nữa này. Chắc là mình sẽ đi vòng xuống đây, hoặc là đi vòng bên này cũng được, không ảnh hưởng ha. Đó. Rồi. Đâu. 20 mấy xe cò nữa nó mới chạy. Cũng không sao, vô đây nước là cũng khá đủ rồi các bạn. Cũng khá đủ cho mình điện phân rồi. Nếu không thì mình buộc mình phải bơm thêm nước sạch ở những chỗ khác và lên đó thôi. Không giống như cái mạch này, nó hoạt động liên tục, nó hoạt động khá là lẹ. Hiện tại đang có khá là nhiều, vẫn đang chạy nè. Đây, nước khá là nhiều á. Mình đã điện phân từ khoảng cycle 70-80 gì đó tới bây giờ, nhưng mà rồi cái này các bạn sẽ đặt cái mức độ ưu tiên là mức độ ngưỡng cao là 80 và ngưỡng thấp là 50, có nghĩa là dưới 50 thì cái này nó chạy. Rồi bây giờ cái này các bạn sẽ đặt là 80 luôn, nhưng mà ngưỡng thấp các bạn chỉ đặt 10% thôi. Khi mà điện dưới 10% thì cái này nó sẽ mở. Hiện tại cái này đang gì đây, cái này đang hiện tại là đang đây, cái này đang đóng, cái này đang mở nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ nối điện vô. Cái này cũng là thứ mình vừa mới nảy ra đó. Mình thử nghiệm thôi. Có nghĩa là mở và khi dưới ngưỡng dưới thì cái này nó sẽ đóng lại. Mình thử nghiệm.
Rồi, ok. Xem như là cơ bản rồi. Bây giờ chỉ còn đợi châm dầu vào đây thôi. Thì bây giờ mình sẽ tranh thủ mình xây cái ống, những cái công trình kèm theo. Đó. Rồi, ở đây oxy thì các bạn cần phải có hai lỗ ha. Rồi, ok chưa? Trong này là đã xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ xây cửa nè. Đó. Rồi, tự động hóa thì mình sẽ mở ra luôn. Này mình sẽ ưu tiên lên chính để nó châm nước vào đây. Không khí hả? Cái này là oxy, này là hydro đúng không? Hydro. Khó nhỉ. Hydro đi đường này thì dễ hơn rồi. Oxy đi đường này nó hơi bị ngược. Rồi. Đây. Mình sẽ thay. Rồi, oxy nó sẽ đi đường này. Và ở đây còn thiếu một cái công tắc nữa các bạn ơi. Rồi. Đây vẫn còn thiếu hai cái công tắc. Rồi. Oxy đi ok. Đó, cái này là oxy nè. Rồi, hydro, còn cái này là oxy. Vậy sau khi mình cần thì mình chỉ nói lên đây thôi. Một là thứ nhất là hóa lỏng và cấp oxy cho cái này thôi. Rồi. Cái này là cái gì ta? Quan sát. Tôi đã thêm một mục mới vào nhật ký của hành trình. Ôi, không có gì đặc biệt hết. Rồi, cái này ổn rồi nè. Rồi, nghỉ, không cho ấy nữa. Rồi, xem như chỉ còn một số bước chuẩn bị thôi các bạn ơi. Đây nè. Bây giờ mình sẽ bấm công tắc mình nối vào đây để cho điện nó nạp vào đây nè. Sẽ nạp điện vào đây trước ha. Hết luôn rồi, nó rút ra luôn rồi. Do bên kia đang thiếu điện á. Đây là cái mạch này nó chạy cho nên là thiếu điện đó các bạn. Chân không chưa vậy. Rồi. Có rút chân không không mà lâu thế mà. Do là không có điện mà. Đây. À nó xây được một ít rồi nè các bạn ơi. Rồi. 4. Đây. Rồi cái này bật tắt đi. Khi mà xây xong cái này á thì mình sẽ xây hai cái cửa dưới này nữa. Rồi mình sẽ đóng cái này lại để cho nó rút chân không. Đây. Sao lâu thế nhỉ, cái này vẫn chưa đủ này. Mình muốn cái này đủ sớm. Mình muốn cái này đủ sớm để mà mình bắt đầu mình đóng cửa, mình cho máy bơm này nó chạy. Để mà nó rút chân không này. Rồi cái này cũng tắt đi luôn ha. Ok, xây thêm
bốn cái cửa ở đây. Rồi. Cái gì nữa? What? Hai ông kia sao có hai ông? Hình như là thức ăn bị hư thì phải. Mình nghĩ là thức ăn bị hư á. Chứ hai thằng mà nó ăn 60.000 sẽ cồ thì 60.000 calo thì cũng hơi khó tin. Đúng rồi này, 200 rất là nhiều thức ăn đất bẩn ở đây, có nghĩa là thức ăn nó bị hư á. Nhưng mà cái gì vậy? Ông chui vô đây làm chi vậy ông? Hai ba thằng luôn. Ôi trời ơi. Bốn cái đồ dưỡng khí nữa. Chết rồi. Mình quên. Buộc mình phải tắt cái này đi thì mới được. Nếu không nó sẽ... Trong này đâu có oxy đâu mà vô. Đó. Bây giờ bắt đầu nó rảnh rồi, cho nên nó lên đó nó xây các bạn. Rồi cái này ok rồi này. Rồi mình xuống mình xử lý cái này giùm tôi. Mấy ông xuống mấy ông xử lý cái này giùm tôi đi. Chứ đừng có đi lên đó nữa. Cái này mình tắt rồi đúng không các bạn? Bây giờ nối điện vào đây. Rồi. Thứ nhất là mình cần rút chân không ở trong này đúng không? Ngoài ra thì mình cần nối. Mình đã nối mạch nước kính chưa vậy? Chưa kính. Cái này cũng cần một cái công tắc nữa nè. Đó, đặt công tắc ở đây. Rồi, ra ngoài không có đồ bảo hộ luôn. Rồi, đặt công tắc ở đây. Về nhà kiểm tra xem đồ bảo hộ ở đây thiếu mấy cái gì. Hình như là 4 cái thì phải. Rồi, yêu cầu nó lại để nó mang đồ bảo hộ trên kia về ha các bạn. Nó dục ở trong nó dục ở trong tên lửa. Rồi. Mình cũng cần khóa cái phiền gia lại. Phiền gia chỉ cần một thằng, chỉ cho một thằng vô thôi. Như vậy là bây giờ mình chỉ cho được cái thằng tên lửa thôi ha. Rồi, một thằng thôi. Khóa nó lại, còn lại là tụi nó sẽ không vô. Nếu khi mình khóa nó lại thì nó sẽ không vô. Đó, chỉ có một thằng vô được thôi. Quên nữa. Bây giờ không cần khóa đâu. Không cần khóa tất cả luôn. Để cho nó vô nó xây. Để cho nó vô nó xây các bạn ơi. Rồi. Đây. Xong chưa? Ổn hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nối điện vô. Không có điện. Cái này đi ra ngoài. Mình sẽ cho nó về nhà để khi mà nó vô đó nó sẽ mặc đồ bảo hộ. Rồi. Ai nữa? Sao lại đói? Nấm chiên vẫn còn mà ông. À, nó đi vệ sinh các bạn ơi. Không, chịu khó một chút nữa đi. Không khí. Rồi, cái này chưa được. Mình phải rút chân không ở trong đây nè. Rồi thì mình mới cho nó vô được. Rồi, như vậy là bây giờ mình sẽ mở ra. Để cho cái mạch kia nó có. Rồi, bật cái này lên. Rồi, bật hai cái này thôi ha. Để nó bơm không khí trong này, nó bơm ra đây. Rồi, mình đang dùng điện ở mạch bên này. Ở đây nè, cái này nó đang chạy nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái máy này nó chạy luôn. Để nó cấp thêm điện. Ok. Cái này sau này mình sẽ... vậy bây giờ mình sẽ nói... mình sẽ nói trực tiếp cái này lên đây. Rồi thêm một vấn đề nữa các bạn ơi. Đây. Các bạn sẽ thấy này. Ở đây sau này khi mà tên lửa này nó chạy á thì nhiệt độ rất là cao. Cho nên nếu mà các bạn xây những cái ống này nè. Đây ví dụ như ống bằng magma và các bạn phải xem thuộc tính ha. Điểm nóng chảy là 1400 độ C nè. Có thể sẽ hơn á, khi tên lửa nó hoạt động thì có thể nhiệt độ nó sẽ hơn. Nó hơn một chút xíu thôi, ví dụ một khoảnh khắc nào đó lên 1500 độ xong nó lại dịu xuống liền. Nhưng mà cái hậu quả đó là những cái ống mà xây bằng đá magma là thì nó sẽ bị hư hỏng. Cho nên buộc các bạn phải xây bằng gốm ha. Các bạn phải xây bằng gốm. Và khi mà lên được trên đó rồi thì các bạn phải xây bằng ống cách nhiệt.
Đó, cho nên bạn thấy được là mình có 1.800 kg gốm thì mình chỉ xây được có 4 cái thôi, 4 cái đường ống thôi. Và trước mắt thì các bạn có thể xây bằng ống này cũng được ha. Nhưng mà về sau thì các bạn buộc phải xây bằng gốm cách nhiệt, xây bằng ống cách nhiệt. Thì bây giờ chuẩn bị sắp tới thì mình buộc phải xây, mình phải làm gốm rồi. Tinh chế. Đây, gốm thì bạn sẽ có được từ cái máy lò nung này nè. Mình nung ở đâu người ta? Thôi cứ nung đại ở đây đi, không đừng có xa quá là được ha. Rồi. Đây. Ra. Bây giờ mình sẽ cái ống này thì hiện tại chưa nối vô được. Đâu đây? Mình sẽ tháo ở đây đi ha các bạn. Rồi mình sẽ nối trước để mình chuẩn bị mình đóng cái này lại để mình rút chân không ở đây. Mình không muốn khí nó bị lộn, bị lẫn vào nhau. Rồi. Rồi. Mình sẽ tranh thủ mình một ít vỏ trứng để thành vôi để mình tạo thép luôn. Sáo chẳng đây hả các bạn. Rồi. Đây. Vậy là nghiên cứu màu vàng hả? Đâu phải. Chọn nghiên cứu. Hay nghiên cứu màu cam nè. Đó, hiện tại mình đang có 15. Chưa có nghiên cứu nào. Rồi. Cái đó tính sau đi, mình cần thêm thông tin về nó. Khi nào mình cần nghiên cứu thì mình mới tính tới nó ha. Rồi. Rồi, tranh thủ này. Sắp chân không rồi các bạn ha. Mình sau các bạn cũng phải rút chân không hai cái khu trong này nữa nè. Đó, cho nên là nó hơi phiền. Đây, nó xây cũng gần ổn rồi nè các bạn. Rồi, đây, các bạn cần gốm là các bạn cần than đá nè. Và đất sét nè. Cái này là 20 nè. Rồi, 20 nè, ok. Ít lắm của các bạn cũng phải chuẩn bị 10 đến 15 tấn gốm á. Đó, có nghĩa là các bạn cần phải để dành 25 kg than đá và 100 kg đất sét để bạn được 100 kg gốm, thì 10 2.500 kg thì các bạn được 250 kg thì các bạn được 1 tấn, và 2.500 kg là 2,5 tấn than đá và 1 tấn. Hả? Và 10 tấn đất sét thì các bạn sẽ được 10 tấn gốm. Đó, đất sét thì các bạn không thiếu. Nếu mà cần để bạn có thể lọc oxy bẩn để ra, nhưng mà than đá thì đó là một tài nguyên có hạn các bạn. Nếu mà bạn dùng quá nhiều nó sẽ hết á. Đây mình đang đổ đầu ít than đá đi này nè. Sang tập tới thì mình buộc phải tìm một tài nguyên phát điện khác ha để bù vào lượng than đá thiếu hụt. Đây. Khi mà có này chân không rồi thì mình mới nói hai cái này vô đây để mà rồi bắt đầu mình mới rút chân không ở trong đây. Rồi cái này còn thiếu tự động hóa nữa nè, tự động hóa mà còn thiếu nữa nè, sai một ly là đi quá trời xa luôn các bạn ơi. Mình thiếu cái này kìa, đây nè, đấy còn thiếu tự động hóa nè, mình thấy nó có nó đang chạy không không đủ nè. Rồi bây giờ mình sẽ tắt nó đi, rồi mình tháo hai cái cửa này đi, rồi mình mới vô này mình xây mạch tự động hóa trong này được, còn cái này thì không cần. Trong thời gian chờ đợi cái này trong không thì mình có thể dùng bên này. Mình sẽ kiểm tra ở hành tinh 2 vẫn chưa được, có cái gì tạo ra khí không vậy? Đá trầm tích quan sắt lo, mình đã kiểm tra coi, không, đâu có cái gì tạo ra khí đâu mà sao bơm hoài nó vẫn không hết vậy.
Đấy, nó xây cũng cơ bản rồi các bạn. Rồi các bạn sẽ cần thêm hai cái cửa ở đây nè. Rồi cái này thiếu gì vậy? Thiếu nhựa. Nhựa mình còn bao nhiêu vậy ta? Nhựa. Chết rồi, mình hết nhựa rồi các bạn ơi. Hết nhựa rồi. Khổ nhỉ. Giờ phải đợi cắt cái cắt lông cái con này. Nhưng mà còn đâu nữa mà cắt lông. Ơi khó nhỉ. Rồi bây giờ mình buộc phải tinh luyện ra nhựa rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đặt một cái máy nén nhựa ở trong này phụ trợ. Máy nén nhựa đâu ta? Tinh chế đây đúng rồi. Đây máy nén nhựa đây các bạn. Rồi cái này các bạn phải đặt ở trong này thì các bạn phải đặt bằng thép. Rồi. Rồi thải không khí thì các bạn phải thải ra ngoài nha. Đây. Rồi đây áp suất cao lại cần phải thêm. Mình tháo đi những cái này cũng được. Có nhựa rồi, không sao. Mình sẽ tháo đi những cái này để các bạn sẽ có được thêm nhựa nè. Rồi mình sẽ xây một cái này ở đây. Rồi, đặt cái này ở đây đi. Ok, điện thì dùng mạch điện chính. Cái này là mạch điện chính nè. Đấy. Ok, chơi rồi, chân không rồi các bạn ơi. Rồi cái này sao vậy? Mở ra. Rồi, mình sẽ tập trung vào cái này. Rồi mình sẽ xây những cái còn thiếu để bắt đầu rút chân không ở đây ha. Không khí. Rồi mình sẽ đặt sẵn hai cái không khí ở đây để mình chuẩn bị mình rút chân không ở đây ha. Rồi thôi cứ nói mạch điện vào mạch điện chính đi. Đâu thế, tranh thủ đi các bạn ơi. Nhanh lên nào. Đấy, nó lên nó xây nè. Hình như nó xây trong này thì phải. Ok. Đây. Rồi, xây xong cái cửa này các bạn sẽ thấy được nè. Kích thước tối thiểu quá mà. Gỡ bỏ những công trình bị xung đột. Chết rồi. Mình bị xung đột rồi. Vậy là buộc mình phải tháo cái này đi ha. Nếu mà muốn có bàn ăn thì mình tháo cái này đi. Tại vì các bạn biết được là bàn ăn á thì nó sẽ cho 3 điểm tinh thần. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì nó sẽ cho bao nhiêu? Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Đâu rồi? Khu ngủ chung. Khu ngủ chung thì nó cho 1 điểm. Phòng vệ sinh nó sẽ cho 2 điểm và khu ăn uống nó cho 3 điểm, cho nên mình sẽ bỏ đi cái này. Cái này là công trình xung đột rồi các bạn. Đó. Đây các bạn thấy được một bàn ăn 3 điểm tinh thần. Rồi mình sẽ xây hai cục gạch ở đây. Thôi cũng không cần lắm đâu. Rồi như vậy là mình sẽ xây được một cái tủ lạnh ở đây. Một cái thùng lưu trữ vật liệu ở đây. Ok. Rồi các bạn sẽ cần một cái ổ điện ở đây. Rồi nối điện vào. Rồi nối vào đây. Rồi nối vào cái này và cái máy bơm này. Ok, đó là những công trình tiêu thụ điện năng. Như vậy là trên đây thằng đệ buộc nó phải ngủ ở trên sàn rồi. Rồi ok. Rồi ổn chưa? Sao lâu thế nhỉ? Thôi tháo ra luôn đi. Mình khóa lại rồi. Đó. Ok.
Rồi nói thêm vô, còn cái còn cái chỉ thiếu một cái dây tự động ở đây thôi nè. Thật là tức muốn chết. Quá trời lâu. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt cái mạch đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói ống nước vô để cho cái máy này nó bơm. Rồi, bơm một ít rồi, tắt đi. Giờ tắt máy điện phân đi luôn. Tại vì giai đoạn đầu tiên các bạn cần phải cho nó cái hệ thống này nó chạy để mà ổn định không khí ha. Ổn định những cái khí nào cần nằm ở đâu. Sao không có điếm xỉa gì tới cái này hết vậy? Đấy, nó hoa kìa các bạn ơi. Sao lại xây cái này? Đó. Tại vì giai đoạn này thì chưa được. Giai đoạn này các bạn chỉ lấy một lượng ít không khí lượng đầu tiên thôi. Tại vì đâu có cái gì trong đây đâu mà giảm nhiệt. Ở đây nó sẽ về nước biển đó, nhiệt độ rất là cao nè. Đâu rồi, chạy tới đâu rồi đây. Thấy không các bạn, thấy không? Nhiệt độ vẫn là âm 3 độ mấy đó. Đó. Cái này đang nối với mạch điện chính. Và ở bên đây đang chạy mát công suất nên là điện khá là nhiều. Rồi. Nhìn lên. Còn hai cái này này. Thiệt chứ. Tụi nó đang làm gì thế nhỉ? Công trình hỏng. Đây các bạn thấy không? Đó, nó bị hỏng á. Do là nước nhiệt độ thấp thì nó sẽ thành băng luôn à. Chứ nó không có thành nước cho bạn, cho các bạn điện phân đâu. Cho nên là khổ như vậy đó. Vật liệu. Rồi. Rồi nó xây cái này và nó không tháo cái này. Ủa cái gì ta? Bị vấn đề gì? Rồi. Tháo đi. Xây cái này nè. Cái này là buộc phải xây nè. Rồi. Thức ăn. Mình sẽ kiểm tra nấm chiên 3.000. Rồi 50.000. Mình đã chuyển mét line ở hành tinh 1 về qua đây. Rồi sao lại có cái này ta? Có khí ga tự nhiên ở đây. À chắc là ở dưới khu này. Ở dưới khu này nó trào lên các bạn. Rồi ok. Rồi tháo hết rồi nè. Rồi xây lại. Ok. Rồi. Như vậy là trong khi chờ đợi nó xây cái mạch ở trên thì mình sẽ đóng cái cửa này lại nè. Ôi khoan, mình sẽ mở ra. Nối vào đây. Nối vào đây. Tháo bỏ cái lỗ thông khí này. Rồi. Rồi nó xây rồi thì mình sẽ xây thêm một cửa. Rồi đóng cái này lại. Bật công trình, bật cái hệ thống này lên. Đó. Nó chạy cùng lúc 2 cửa, 6 cửa ha các bạn. Mỗi bên 6 cửa là 12 cửa. Rồi. Mình sẽ đóng lại luôn. Ok chưa? Rồi trong mình sẽ đợi không khí bên này nè. Đây chuyển qua đây hết. Để nó thành chân không thì mình sẽ bật 4 cái máy bơm này lên để mình rút chân không. Rồi, trong lúc đó thì bây giờ mình sẽ cho cái mạch này nó chạy. Bật cái này lên. Nó bơm nước luôn đây, chịu khó một chút thôi. Coi được bao nhiêu nước thì được. Đây. Rồi, cái đói này là các bạn sẽ thấy được tại sao lại có cái này bị đói. Do là cái thời gian này nè. Do cái thời gian thằng đệ nó đi làm sao. Nó đi làm khỏi nhà quá xa cho nên thời gian nghỉ nó không đủ. Thời gian nghỉ nó không đủ cho nên là nó sẽ không kịp thời gian để nó ăn. Cho nên là nó sẽ bị đói. Nhưng mà không sao. Các bạn cứ cho nó chịu thêm vài cycle nữa. Khi mà chất lượng ổn rồi á thì các bạn hãy cho nó ăn.
Hãy cho nó tăng. Sảnh lớn tối thiểu 32 ô thì mình thua rồi. Mình tính là mình tính xem là mình có thể làm sảnh lớn ở trong tinh lỗ hay không, nhưng mà chắc là không được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ phải rút cái nước này, rút cái dầu thô này ra. Thì bây giờ rút thì bạn chỉ việc đổi cái ống chất lỏng mắc cầu này lại thành một cái đầu mới là được. Đây, mình sẽ đổi ống này lên đây ha. Rồi, mình nối cái này vô đây. Đó, thì nước dầu ở trong đây nè, nó sẽ được rút về cái bồn này để mình làm chống cái ống này. Đây, mình sẽ nối cái này vô đây. Sắp tới các bạn sẽ phải cần có nhựa rồi, cho nên buộc các bạn phải chân không. Chưa vậy? Chưa hả? Chắc là mình sẽ xuống dưới đây, mình dọn hết những cái này đi ha. Không, tắt công trình này đi, tắt công trình này đi. Rồi, dọn hết những cái này, mình sẽ dọn sạch sẽ luôn. Chắc là mình nghĩ là sẽ có được cái nào nó ra khí clo á, cho nên là bơm mãi vẫn không hết. Rồi, nó xây xong rồi các bạn. Đây, đó. Thấy không? Rồi, mình sẽ chứa một ít kim loại ở đây. Kim loại, khoảng kim loại nè. Bây giờ mình sẽ chứa 3 tấn, 2 tấn đồng. Rồi, mình sẽ chứa 2 tấn đồng ở đây. Để làm chi? Khi mà lên được quỹ đạo rồi á, mình tháo cái này đi và mình gắn một cái khu ngủ, cái giường ở đây cho thằng đệ nó ngủ đó. Rồi khi nào về thì mình sẽ tháo cái giường đi mà mình gắn lại cái chạm tên lửa đó. Nhưng mà cái đó thì các bạn buộc phải có kim loại ở trên tên lửa thì mới tháo mới xây được. Rồi cái này là đầu ra, cái này là đầu ra của khí nè. Ngoài ra các bạn cần thêm một hai cái van nữa, một cái đặt ở đây, rồi một cái đặt ở đây, rồi một cái van tự động hóa nữa, đó, rồi một cái cảm biến nguyên tố ở đây để lọc CO2. Bây giờ là mình sẽ thấy thiết kế đường ống. Thứ nhất là ống này sẽ nối trực tiếp vào đây. Ống này sẽ nối trực tiếp vào đây để mà oxy nó đi ra sau khi lọc. Rồi, CO2 sẽ đi ra đây. Ok chưa? Sao xây ở đây không được? Vậy là buộc phải xây ở trên này. Rồi, này là CO2 sẽ đi ra đây, đi ra ngoài. Rồi, oxy sẽ đi lên đây. Đặt một cái ống mắc cầu. Rồi cái này là sẽ cấp oxy cho bát nè. Rồi cái này khi mà bát đầy rồi sẽ cấp cho cái chạm dưỡng khí. Rồi đặt một cái cảm biến ở đây. Ok. Rồi máy bơm khí. Ok, rồi, như vậy là ống khí rồi đó. Bây giờ là ống nước, ống khí, khoan đã. Ống khí như vậy thì cũng không ổn. Các bạn không, mình không có chứa được
không có chứa được không khí nhiều. Và mình cần chứa oxy cho một hàng đệ nó thở, đúng không? Mỗi mỗi một lần là nó tốn 1000 gram oxy. Như vậy là cũng hơi phiền ạ. Cái này cái cửa sẽ không xây được. Thôi trước mắt cứ như vậy đi ha. Mình sẽ tính sau. Mình sẽ tính sau về nó. Chân không chưa vậy? Rồi chân không rồi các bạn thấy không? Rồi bật cái này lên. Bật cái này lên cho nó rút hết những cái này. Mở cái này ra để nạp điện từ mạch chính vào. Đó. Rồi tắt cái này luôn. Cho nó không di chuyển nữa. Thì không khí nó sẽ đứng lại ở đây nè. Trong cái khu này. Rồi bật cái này lên. Đó. Sao có khí ở đây? Mất rồi heo. Tháo cái này đi. Nó hư liên tục rồi các bạn ơi. Cái ống này bị gì mà bị hư? À hiểu rồi. Âm 15 độ, âm 19 độ. Như vậy là nó sẽ hư liên tục và nó sẽ không cho mình nước luôn. Phiền thế nhỉ? Đừng có chạy trong này mà hư là mệt lắm nha. Rồi, mình sẽ tranh thủ mình sửa thử kênh xem được không. Hư là do máy này nó lọc, là máy khử muối nó lọc ra nước. Thì nó là ra nước sạch nhưng mà nhiệt độ thấp nên nó đóng băng liền liền. Đóng băng ngay tức thì cho nên là bị hỏng. Rồi, buộc phải sửa rồi. Rồi, như vậy là tắt cái này đi ha. Tắt cái này đi luôn. Rồi. Đó. Đó, nó hỏng liền đó các bạn thấy không? Nó hỏng liền luôn. Mà không cho mình nước luôn. Rồi, như vậy như thế nào trời. Như vậy buộc là mình phải cấp nước khác cho thằng đệ rồi. Cho cái máy, cái mô hình này nó chạy rồi. Ê, phiền thế. Như thế nào ta? Cần tìm một hướng khác rồi. Cái này này như nó bị sai rồi. Ống này nó bị sai rồi các bạn. Ưu tiên lên đây, rồi ra đây chứa. Khi nào cần thì nạp lại. Ok. Rồi bây giờ mình tắt hết chưa? Rồi ok. Rồi tắt hết rồi, bây giờ cần cấp nước thôi. Cần cấp nước thôi. Như vậy là nước ở đâu đây? Chắc là mình sẽ cấp mình sẽ lấy nước ở nhà trước quá. Đây. Chịu khó rồi. Rồi, rất là xa luôn á. Rồi. Trong khi chờ đợi thì cho nó vâng. Cũng không lâu lắm đâu. Ống này thì ống mắc ma nhưng mà để mình nó xây rất là nhanh. Bây giờ xây lẹ lắm. Này tháo đi ha bạn. Nó hư quá rồi, không sửa được nữa, phải tháo đi. Rồi, xây lại một cái công trình mới. Ok. Đó. Thôi, cho cái máy này nó ngưng đi ha. Ok. Cái mô hình này phải chạy liên tục á thì nước muối này mới dùng được, còn nếu không nó sẽ vẫn bị lạnh như thường. Xây một cái. Một cái gạch cách nhiệt ở đây. Rồi. Xây một cái cửa ở đây. Các bạn sẽ thấy tại sao mình lại xây như vậy. Tại mình muốn cách nhiệt môi trường bên đây nè. Môi trường bên ngoài. Thôi mà cứ thử đi. Cứ thử xem coi. Nó có còn nó có nhiệt độ nó vẫn ổn hay không. Nó vẫn chạy được hay không. Tắt công trình này đi. Để nó sửa hoài à. Rồi.
Tập trung xây cái này. Ôi, dài thế nhỉ. Ok, bên hai như thế nào rồi? Dẹp nãy giờ vẫn chưa hết. Đó, bây giờ lại có khí ga các bạn thấy không? Hết clo rồi lại khí ga. Cho nên mình không hiểu là khí nó ở đâu ra. Hydro vẫn còn trên này nè. Khí clo ở đây là lung tung khí trong này hết. Ok, như vậy là phần này thì mình chỉ tập trung được cái mô hình đó thôi, chứ chưa có chất lượng thức ăn gì hết luôn các bạn. Rồi, nước nó ra chưa ta? Vẫn còn tới đây à? Mới tới đây thôi. Năm thằng nó xây cùng lúc đó, nhưng mà vẫn do là đường ống dài quá. Đừng nói là mình bơm nước 25 độ lên tới đó thì nó âm luôn nha. Mình cũng nghi lắm đó. Mình cũng sợ như vậy lắm á. Đây nè, tại môi trường ở đây nè. Đây, cái khu này nhiệt độ rất là thấp nè. Chắc thôi mình cứ thử thôi. Không sao đâu. Thử xem như thế nào. Rồi, mình sẽ xem nội thất một chút. Đấy. Bơm khí gì vô đây vậy? Tắt nó đi. Tốn điện. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi 400 kg thôi. Mà cũng không sao, điện này là điện miễn phí mà. Đây mình sẽ cần nối tự động hóa vào đây nữa này. Rồi, khí này là khí gì ta? Khí CO2. Ấy, không. Oxy mới đúng. Oxy thì đi ra CO. Oxy thì đi ra CO2 thì chết rồi, xây ngược nữa rồi. Đáng lẽ là CO2 thì lên đây nè các bạn ơi. CO2 thì lên đây này, còn oxy thì đi xuống. Xây xong thì mình sẽ giải thích. Đây, đây là oxy CO2. Oxy nó thì đi ra ngoài đây. Tại vì cái mạch này là mình sẽ thiết kế nó theo nguyên lý như vậy. Khi mà cái cảm biến này nó cảm nhận được ở đây khí này là khí CO2 á, thì cái này nó sẽ đóng. Hả? Khi mà nó cảm nhận được oxy á, thì khí này, cái cảm biến này sẽ đóng, thì oxy nó đi ra đây nè. Và khi cái cảm biến này đóng thì nó sẽ không tốn điện. Có nghĩa là các bạn, mục đích các bạn lọc là lọc xí khí ít á, là khí CO2, các bạn lọc để bạn thải ra ngoài á, cho thằng đệ nó không có bị ngợp á, thì khí CO2 sẽ ít hơn oxy, cho nên là bạn sẽ phải cảm biến ở đây là oxy, là CO2, để khi mà cái cảm biến này nó tiếp nhận được đây là CO2 thì nó mới mở ra, thì mới, lúc đó các bạn mới tốn điện. Đó, như vậy là sẽ tiết kiệm được năng lượng hơn là bạn thiết lập ngược lại. Đó, mục đích của mình là như vậy. Rồi, ở đây mình sẽ đặt là CO2, đúng rồi, ở đây là CO2 thì nó sẽ bay ra ngoài. Rồi. Đó, ok, vẫn ổn. Nước lên rồi các bạn ơi. Nhiệt độ bao nhiêu vậy? À, chỉ giảm 5 độ, 3 độ thôi. Rồi, mình sẽ cho nó chạy đến khi nào mà không chạy được nữa, không áp suất ngưng á, không chạy được nữa thì mình sẽ bắt đầu cho hệ thống này nó chạy. Đó, nhiệt độ bắt đầu cao rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái này nó chạy lại, để nó đón được cái lượng mà nước ở đây này. Rồi, mạch đang ngưng rồi các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ cho cái này nó chạy và mình kiểm tra không khí.
Rồi, bấm tắt liền. Rồi, như vậy là không được rồi. Oxy nó vẫn chọn vô đây nè. Rồi, tiếp. Rồi. À, mình đâu có xây sai đâu. Sao oxy nó vẫn chọn vô đây nè. À quên, phải cho cái này chạy. Xin lỗi các bạn. Phải cho cái này chạy à, trên 5 600. Rồi, cả ba cái luôn à, tháo cái này đi. À không, không, không cần tháo ở đây, tháo cái này là được rồi. Ok. Đó, rồi mình sẽ bật cái mô hình nén này lên để nó nén oxy ở đây vô đây ha. Rồi, rồi đó, như vậy thì để mà giảm cái áp suất oxy xuống thì hero nó mới ở đây, thì mình mới cho cái máy này nó chạy để nó rút cái oxy ở đây được. Rồi ok, rồi ở đây là hero hết rồi, mình sẽ đặt trên trên 1000 gram, không không, trên 1200, 1100 đi, trừ bất chắc đi ha. Rồi ok. Đó. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái mạch chính đi. Khoan, mình sẽ để cho nó nạp thêm một chút. Đó. Rồi tắt mạch chính đi ha. Ok. Rồi nó sẽ tự duy trì của nó. Đó, có hero rồi các bạn. Rồi nó sẽ tự duy trì mạch của nó ha. Hai cái này chạy là ok. Đó, hai cái này chạy là bắt đầu có điện. Rồi, ok. Ê, à, quên. Mình chưa có đặt ulti. Mình chưa có nói tự động hóa vào đây. Rồi. Bây giờ là mình sẽ cho các bạn cái tại sao mình cần phải xây cái mô hình đó nè. Bây giờ mình sẽ nói cái này. Hồi nãy mình mới tháo đi. Mình sẽ nói vào đây. Để mình cung cấp oxy cho ở trong đây nè. Các bạn thấy không? Ở đây không có oxy nè. Có một ít oxy thôi. Đó. Rồi, bỏ cái này ra. Đây có một ít oxy thôi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bật cái, mình sẽ nối cái đường ống này vào và bật cái này lên cho nó chạy. Mình đã nén được 20kg rồi nè. Đâu. Rồi. Vẫn hỏng à. Như vậy là nước này nó chưa chảy. Rồi. Như vậy là buộc mình phải rút. Mình đã rút nước nước biển ở đây đi. Đây, mình đã nén oxy rồi đó. Rồi, khi nào cần thì mình sẽ vô vào. Rồi, cái này bật luôn đi ha. Rồi, mình sẽ phải đổi lại 400 rồi. Trên 700. Này, trên 500. Đó. Ok, chia sẻ với nhau. Rồi. Rồi, mình sẽ tăng nâng cái giảm cái điểm, giảm cái áp suất của cái cảm biến này để
mấy cái máy này nó chạy nhanh hơn để nó hút cái hero này, phòng trường hợp hero nó tràn xuống dưới ha. Rồi mình rút đây là bao nhiêu rồi, âm à. Mô hình này hơi khó một cái là tìm cách nào đó để cấp nước cho cái mô hình này. Rồi đây, bây giờ đây. Đó, các bạn sẽ thấy nè. Đó, không, mình đã cấp được oxy cho cái mô hình này rồi. Thì bây giờ mình sẽ bật cái này lên để mình lọc. Mình lọc cái CO2 ở đây đi. Đó, nó bơm nó. Đấy, nó lọc CO2 đi các bạn thấy không? Rồi, áp suất sẽ tăng tiếp. Rồi, CO2 đã được thải ra ngoài đây nè. Khi nào có thì CO2 đã được thải ra đây. Ok chưa? Rồi. Đấy, đấy là mục đích mà mình xây cái mô hình ở bên dưới. Đó, bây giờ mình cần xử lý cái vấn đề này. Nước ở đây là bao nhiêu rồi? 0 độ rồi. 6 độ rồi. Rồi, ok, không tính rồi, không rút ra nữa. Rồi mình sẽ cho nó sửa cái này. Mười mấy độ luôn. Đâu rồi. Rồi mình sẽ tháo cái này đi. Mình sẽ không cấp nước nữa. Mình sẽ cho cái máy bơm này nó. Nước này nó sẽ tự duy trì của nó ha. Đây, ở đây có hydro rồi nè. Dư hero đó các bạn ơi, rồi ok. Sao vẫn hư vậy nè? Do là hỏng nhiều lần quá để nó không thèm sửa luôn à. Mình sẽ phải làm thủ công là tháo nó đi rồi lắp lại. Rồi, xem như công tác chuẩn bị đã xong rồi ha các bạn. Đó. Rồi. Này ok rồi đó. Như vậy là nếu mà không có đệ vào á thì bạn nên tắt công trình này đi ha, để đỡ tốn điện. Rồi, còn hàng cần nối điện vào đây, mở cái này ra. Ok, rồi sau này các bạn cần chuẩn bị thức ăn, đó là cái này. Thức ăn này hình như hiện tại chưa có. Rồi. Đây các bạn cần thức ăn này nè ha các bạn, đây là cái này. Thì hiện tại mình không có bay riêng nướng. Rồi, chỉ như vậy là tập này là khá là dài rồi, nhưng mà có nhiều vấn đề thì mình không có, có nhiều vấn đề mình chưa có thực hiện ở tập này, thì xin hẹn các bạn ở tập sau và mình xin kết thúc tập này ở đây. Đấy, và nếu mà bạn lần đầu tiên đến với channel của mình thì có thể ấn đăng ký và ấn chuông, còn nếu mà đã đăng ký và ấn chuông rồi thì có thể ấn chia sẻ giùm mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và mọi thắc mắc cũng như là ý kiến riêng thì các bạn có thể đặt ở phần bình luận để mình có thể theo dõi và trả lời ha. Cảm ơn các bạn, bye.